Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 96. Mặc dù họ đã lâu không gặp, nhưng lúc trước cũng được coi là cùng nhau trải qua sinh tử, trò chuyện một lát đã lấy lại sự thân thiết như xưa. Hai nữ tử rất bất ngờ trước tu vi hiện tại của Lâm Nhất, hiển nhiên họ đều không ngờ sau khi rời khỏi U Châu Lâm Nhất sẽ tiến bộ lớn như thế. Trong trận chiến ở Biển Trăng Khô, đối phương đã cực kỳ nổi bật, nhưng bây giờ lại mơ hồ có cảm giác như trở lại ban đầu. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trong đôi mắt đẹp của Mặc Linh, nàng ta phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu Lâm Nhất, thậm chí với tu vi mà hắn thể hiện bây giờ, rốt cuộc có che giấu hay không cũng không chắc chắn. Về phần kiếm ý của đối phương càng thêm sâu không lường được, cảm giác như nó ở khắp mọi nơi, lại như hoàn toàn không có gì. Khi họ đang trò chuyện, Tần Dương lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, lại là tiểu tử này. Huyền Dương Điện xứng với danh hiệu bá chủ thành U Châu, Tần Dương là yêu nghiệt hàng đầu của Huyền Dương Điện nên đã quen biết Mặc Linh từ lâu, hắn ta mắt cao hơn đầu, không để bụng Mặc Linh. Nhưng từ lâu hắn ta cho rằng Mặc Linh đã trở thành người của mình, chỉ cần hắn ta bằng lòng phản ứng, Mặc Linh nhất định sẽ trở thành nữ nhân của hắn ta. Hắn ta hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như thể Lâm Nhất cướp đồ của hắn ta. Vẻ mặt Tần Dương u ám đến đáng sợ, thấy ba người trò chuyện chưa xong, hắn ta không thể kìm nén được nữa, sầm mặt bước tới, lạnh lùng lên tiếng, Lâm Nhất, lâu rồi không gặp. Ta không biết ngươi và Mặc Linh lại có quan hệ này đấy, thật bất ngờ. Ta có quan hệ với ai phải báo cáo với ngươi à? Hắn ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Mặc Linh lập tức biến mất, nàng ta lạnh lùng đáp trả. Nếu người ngoài không hiểu hàm ý trong lời nói của Tần Dương sẽ cho rằng nàng ta và hắn ta có mối quan hệ mập mờ gì đó. Tia sáng lạnh chợt xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, tiểu tử này đúng là âm hồn không tan, từ thú triều đến kiếm các, còn đến tường thành thành Long Vân. Hắn hoàn toàn không muốn để ý đối phương, nhưng đối phương lại cứ dán mặt tới, chủ động tiếp cận. Thật ra cũng không lâu lắm. Tại hạ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ rời khỏi Lăng Tiêu kiếm các của ngươi nửa tháng trước. Lâm Nhất nhìn đối phương, lạnh nhạt đáp. Tên khốn này, ngươi đừng có không biết sống chết. Tần Dương lập tức nổi giận, không ngờ tiểu tử này lại khiêu khích mình, còn dám nhắc lại việc đùa bỡn hắn ta nửa tháng trước ngay trước mặt mọi người. Lâm Nhất bình tĩnh, không hề sợ hãi, lạnh lùng bảo, ngươi có thể ra tay thử xem. Thật ngông cuồng. Bất kể là yêu nghiệt tập trung trên tường thành hay yêu nghiệt đứng trên dòng sông dưới thành chờ đợi ải khảo hạch cuối cùng đều kinh ngạc. Tần Dương là yêu nghiệt hàng đầu thứ thiệt, không ngờ tên kiếm khách vô danh này lại dám khiêu khích hắn ta. Theo lời của hai người, thậm chí họ đã kết thù không nhỏ từ nửa tháng trước. Tiểu Tần Dương, trên tường thành này cấm đánh nhau, người muốn bị hủy bỏ tư cách à? Khi hai người đang dương cung bạt kiếm, hai bóng dáng chậm rãi bước tới, người đến là một nam một nữ, nhưng cả hai đều đẹp đến mức nghịch thiên. Nam Cung Vãn Ngọc. Khi nhìn thấy rõ diện mạo của hai người, mọi người lập tức biến sắc, thanh niên kiếm khách áo trắng như tuyết kia chính là Nam Cung Vãn Ngọc của Bắc Tuyết Sơn Trang, một trong thất anh của Nam Hoa. Còn nữ tử kia thì hơi lạ mắt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ rất khó quên được. Nữ hài này có vẻ ngoài quá yêu mị. Rõ ràng là một yêu tinh quyến rũ chúng sinh, mỗi cái nhíu mày, nụ cười, cử chỉ của nàng ta đều có sức quyến rũ vô tận. Hi hi, Lâm ca ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nữ tử áo đỏ bên cạnh Nam Cung Vãn Ngọc lè lưỡi, hoạt bát nháy mắt. Nàng ta là Nguyệt Vi Vi, nữ tử yêu tộc thần bí mà Lâm Nhất đã liều mạng cứu ở Thanh Dương giới. Lúc trước chính nàng ta cũng từng nở nụ cười xinh đẹp khiến dòng sông trăm dặm. Lá đỏ rực rỡ trở nên mờ nhạt. Nàng ta vô cùng quyến rũ, Lâm Nhất đã được lĩnh giáo từ lâu, bây giờ gặp lại, dù hắn đã luyện tâm vững vàng vẫn cảm thấy khó chống đỡ được. Hành động này khiến rất trái tim rất nhiều người đập loạn nhịp, nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt ghen tị. Trời ạ, rốt cuộc thiếu niên áo xanh này có lai lịch gì, hình như Nam Cung Vãn Ngọc định đứng ra bênh vực hắn. Chết tiệt! Hình như nữ tử bên cạnh Nam Cung Vãn Ngọc có quen biết với Lâm Nhất, quan hệ không bình thường đâu. Rốt cuộc Lâm Nhất là ai, người biết hắn ai càng lúc càng đáng sợ. Hình như ta từng nghe nói, hắn cũng khá nổi tiếng ở thành Thiên Lăng,
nhưng trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp vừa rồi dường như không có quá nhiều sự tích hay ho. Khi thấy Nam Cung Vãn Ngọc và nữ tử áo đỏ xuất hiện, những người đã sớm chú ý Lâm Nhất trước đó đều rất kinh ngạc. Hình như Lâm Huynh đang gặp rắc rối thì phải. Đây không phải Tần Dương, người đã bị hám thiên ma viên đánh gần chết, sau đó đi lan truyền khắp nơi rằng ngươi cướp yêu đan của hắn à. Lâm Nhất còn chưa kịp chào hỏi Nguyệt Vi Vi đã có hai người khác bước tới, trong giọng điệu của người nói tràn đầy kiêu ngạo và bá đạo. Là Cơ Vô Dạ và Ô Tiếu Thiên của Huyết Thương Các. Ô Tiếu Thiên khẽ nheo mắt, nhếch môi cười như không cười nhìn Tần Dương. So với Lâm Nhất, hắn ta càng thêm không nể nang gì, vừa lên tiếng đã chọc vào nỗi đau của đối phương. Mẹ kiếp! Mọi người hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ Ô Tiếu Thiên cũng tới tham gia náo nhiệt, giọng điệu kiêu ngạo kia rõ ràng là đang mỉa mai Tần Dương. Huyền Dương Điện oai phong thật đấy! Đường đường là thế lực cấp bậc bá chủ, người tưởng Lăng Tiêu Kiếm Các chúng ta không có ai sao. Trong lúc mọi người cảm thấy hỗn loạn trong lòng, hơi khó chấp nhận một người vô danh lại có thể lợi hại như thế, Bạch Lê Hiên lạnh lùng đi tới, nhìn Tần Dương bằng ánh mắt không có thiện cảm. Hắn ta là một trong những tân tú nổi bật nhất trong thú triều nghìn năm khó gặp, nhưng điều thật sự khiến mọi người ngạc nhiên là bên cạnh hắn ta còn có một người đi theo. Khương Tử Diệp là Khương Tử Diệp trong thất anh của Nam Hoa. Mọi người lập tức sững sờ, hoàn toàn không nói nên lời. Những gì nhìn thấy trước mắt thật sự vượt khỏi sức tưởng tượng của họ, trước đó còn hơi đồng tình với Lâm Nhất, cho rằng hắn đắc tội với yêu nghiệt hàng đầu là Tần Dương chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng lại là khung cảnh thế này. Nam Cung Vãn Ngọc, Ô Tiếu Thiên, Khương Tử Diệp, một người trong ba người này đều có thể áp đảo Tần Dương. Yêu nghiệt hàng đầu chẳng là gì trong mắt họ cả. Nhưng bây giờ ba người này đồng thời đứng về phía Lâm Nhất, sắc mặt Tần Dương trở nên khó coi đến mức không thể diễn tả bằng lời nói. Hắn ta khóc không ra nước mắt, bực bội muốn chết đi cho xong. Hắn ta chỉ muốn hù dọa Lâm Nhất thôi, rốt cuộc đã động chạm đến ai mà nhiều yêu nghiệt xuất hiện như thế chứ. Điều khiến hắn ta khó chịu nhất là còn bị Ô Tiếu Thiên nói rõ khuyết điểm trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi. Nhìn một vòng cổ vực Nam Hoa, yêu nghiệt hàng đầu có thể nói là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thực lực đủ để xem thường vô số thiên tài của Nam Vực, muốn đe dọa và sỉ nhục một kiếm khách vô danh có thể nói là dễ như trở bàn tay, không mất bao nhiêu sức lực. Nhưng cục diện trước mắt lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không ngờ đến. Nghe thấy lời uy hiếp của Tần Dương, Lâm Nhất không nói một câu, khiến hắn ta vô cùng lúng túng, sắc mặt gượng gạo. Không một ai ngờ rằng Lâm Nhất lại quen biết nhiều người như thế, lai lịch của những người đó còn không hề tầm thường. Sắc mặt Tần Dương không ngừng thay đổi, hắn ta vô cùng khó chịu, một lúc lâu sau đó mới hừ lạnh nói, đừng để ta gặp phải ngươi trên Quần Long Thịnh Yến, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nói xong, hắn ta xoay người ủ rũ rời đi, hoàn toàn không dám ở lại thêm. Lâm Nhất lười quan tâm đến hắn ta, nhìn hắn ta như đang nhìn một tên ngốc, hắn lạnh lùng dõi mắt nhìn đối phương rời đi. Lâm Nhất, người quen biết nhiều người thật đấy, ngay cả Càn Vân Tiên Tử cũng giúp ngươi ra mặt. Đợi Tần Dương đi rồi, Ô Tiếu Thiên cảm thấy hơi không thể kìm nén cảm xúc, hắn ta nói chuyện với Lâm Nhất, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Khương Tử Diệp. Càn Vân Tiên Tử cũng chính là Khương Tử Diệp, 4 năm trước có rất nhiều người gọi nàng ta như thế. Nhưng mấy năm nay, nàng ta không ở cổ vực Nam Hoa, cho nên rất ít người gọi. Rất nhiều người đều biết 4 năm trước Ô Tiếu Thiên coi trời bằng vung đã thua trong tay Khương Tử Diệp, thua thê thảm với 10 chiêu. Dưới sự đả kích lớn như thế, không thể khống chế tâm lý nên đã nổi điên, cực kỳ đáng thương. Thù oán của hai người vô cùng sâu đậm. Khác với vẻ kích động của Ô Tiếu Thiên, Khương Tử Diệp lại rất bình tĩnh, nàng ta xoay người nói với Bạch Lê Hiên, đi thôi. Tần Dương đã đi, Lâm Nhất cũng không gặp phiền phức gì nữa, đương nhiên không cần ở lại đây. Bạch Lê Hiên gật đầu với Lâm Nhất, sau đó rời đi. Sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Cơ Vô Dạ thở dài, suy cho cùng sư huynh vẫn chưa quên đi đả kích 4 năm trước, chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý kia. Với trạng thái này, nếu thật sự gặp phải Khương Tử Diệp thì không phải chuyện tốt lành gì.
Ô Tiếu Thiên hừ lạnh, trong lòng vẫn còn lửa giận khó tiêu tan, người phụ nữ này không thèm nhìn hắn ta dù là một chút. Sau khi hai người rời đi, sóng gió do Tần Dương khơi gợi xem như tạm thời kết thúc ở đây. Nhất ca ca, đã lâu không gặp. Nguyệt Phi Phi chậm rãi đi tới, trong đôi mắt long lanh đầy sự thần bí và quyến rũ, khiến người ta không dám nhìn lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Nhất cười nói, đúng là đã lâu không gặp, ta không ngờ vẫn còn gặp được cô ở Quần Long Thịnh Yến, thực lực của cô mạnh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Hi hi, hình như Nhất ca ca cũng thế, vì thích góp đủ xính lễ mà liều mạng thế ư. Nguyệt Phi Phi cười cong đôi mắt, nói một câu nửa thật nửa giả. Lâm Nhất ngạc nhiên im lặng, còn tưởng đối phương đã quên lời nói đùa hai năm trước, không ngờ vẫn còn nhớ kỹ như thế. Lâm công tử, ta từng nghe trưởng bối của tông môn nhắc đến ngươi, nói là thiên phú kiếm đạo của ngươi không thua kém ta quá nhiều, đã xem thường ngươi rồi. Nam Cung Vãn Ngọc thấy Lâm Nhất hơi lúng túng thì cất lời. Hắn ta nhìn quanh người Lâm Nhất bằng ánh mắt sáng như đuốc, nhìn thấy một vài đóm sáng lóe lên, hắn ta thầm thấy khiếp sợ. Kiếm ý của đối phương uyên thâm khó lường, ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấy. Các hạ khiêm tốn quá. Lâm Nhất chắp tay đáp. Hắn có thể cảm nhận được đối phương không nắm giữ kiếm ý thông linh, nhưng kiếm thế ẩn nấp quanh người cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng một con rồng đang giấu đi răng nanh, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sâu trong nội tâm rất tò mò, rốt cuộc là đối phương tu luyện như thế nào. Khương Tử Diệp và Ô Tiếu Thiên đã đi, nhưng Lâm Nhất trò chuyện với hai người Nam Cung Vãn Ngọc vẫn thu hút không ít sự chú ý. Trong đó có vẻ hâm mộ, cũng có vẻ khó hiểu. Thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc Lâm Nhất này có lai lịch gì. Một tồn tại như Nam Cung Vãn Ngọc, thiên tài bình thường ở trước mặt hắn ta cũng giống như hạt cát, hắn ta chẳng bao giờ để tâm. Nhưng hắn ta lại nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt không bình thường, thậm chí là rất sùng bái. Còn Nguyệt Phi Phi ở bên cạnh Nam Cung Vãn Ngọc càng khiến mọi người ghen tị không thôi. Nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp như yêu tinh cùng khí chất thanh nhã, so với Khuynh Nhược U còn tốt hơn nhiều, vậy mà lại đối đãi khác biệt với Lâm Nhất, có vẻ như mối quan hệ của hai người họ không hề hời hợt. Trước đó là Mạc Linh, vị mỹ nữ đệ nhất thành U Châu, chủ động bắt chuyện với hắn. Giờ lại thêm một người nữa, một tuyệt sắc giai nhân không hề giống nữ tử nhân gian, trên môi là nụ cười quyến rũ, thật sự không biết hắn đã tu luyện thế nào mà có được diễm phúc nhường này. Dương Phàm gặp gỡ Lâm Nhất vài lần, cũng xem như thân thiết, thấy vậy, hắn ta cứ đứng ngây ra như phỗng. Trong suy nghĩ của hắn ta, Lâm Nhất cùng lắm chỉ là một kỳ tài kiếm đạo tương đối xuất sắc trong số những nhân tài vừa nổi danh mà thôi, hiện tại. Người như hắn tuy ở Nam vực không tính là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Còn đám người Nam Cung Vãn Ngọc thì lại là Nam Hoa Thất Anh có vị thế cực kỳ tôn quý, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đáng lẽ ra, giữa bọn họ không thể có chuyện liên quan đến nhau. Tên nhóc thú vị, xa xa, Viêm Long Tử liếc nhìn Lâm Nhất và nở một nụ cười thản nhiên. Hắn tuy cười nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt, mà thay vào đó là một tia sắc bén như đao. Có duệ khí vụt qua trong tích tắc. Dường như hắn ta đã nghe được điều gì đó rất đáng chú ý, lễ hỏi à. Dám trêu chọc Tần Dương thì không tính là chuyện gì to tát, nhưng nếu dám có ý đồ với Nguyệt Phi Phi thì tên này ắt phải chết. Tuy nhiên, so với Tần Dương thì hắn ta lạnh lùng và kiêu ngạo hơn rất nhiều, vốn dĩ, hắn ta cũng không coi trọng Lâm Nhất, chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái. Trong lòng Viêm Long Tử, Lâm Nhất đã sớm là một người chết. Không ai có thể cứu được. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, lại có thêm rất nhiều người lần lượt leo lên tường thành. Khảo nghiệm thành Long Vân dần đến hồi kết. Sau hai canh giờ, số người lội ngược dòng trên con sông rộng lớn kia ngày càng ít, còn người có thể leo lên được tường thành thì rải rác trên đầu ngón tay. Kẻ mạnh thật sự sẽ không bị vây khốn trên con sông kia cho đến bây giờ, bởi lẽ bị vây ở đó, ắt sẽ tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên và tinh lực. Cho nên chuyện leo lên tường thành gần như không có khả năng. Mặt trời lặn về tây, ánh tà dương sắp bao phủ lên thành cổ, trên sông đã không còn bóng người. Đến lúc này, khảo nghiệm thành Long Vân chính thức chấm dứt. Ầm ầm. Thành cổ dưới chân mọi người chấn động kịch liệt, con sông hùng vĩ phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa,
rồi hóa thành một cái bóng rồng khổng lồ bay vọt lên không, chiếm lấy bầu trời phía trên thành cổ. Cạch, cạch, cạch. Mặt đất bị nứt ra cũng từ từ khép lại, khoảnh khắc nó hoàn toàn khôi phục, cánh cổng cổ xưa của thành Long Vân ầm ầm mở ra, kết giới màu xanh da trời bao phủ hoang nguyên mênh mông cũng biến mất. Mấy trăm vạn võ giả cùng trưởng lão tông môn bị ngăn ở trên núi, kể cả các nhân tài kiệt xuất bị đào thải cũng chỉ có thể nhân cơ hội này, ngoan ngoãn tiến vào thành bằng cổng thành. Những nhân tài kiệt xuất đứng trên tường thành cao lớn càng lộ ra khí phách tao nhã và nhiệt huyết sôi trào. Lâm Nhất đánh giá sơ một lượt, số lượng nhân tài kiệt xuất tham gia khảo nghiệm có khoảng hơn 10 vạn, nhưng người chân chính thông qua khảo hạch lại chưa đến 1 vạn. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn biết bao, số lượng võ giả có hơn vài trăm triệu, nhưng sau tầng tầng sàng lọc, số nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi được xưng là yêu nghiệt có đủ tư cách tham gia thịnh yến lần này cũng chỉ còn lại không đến vạn người. Đột nhiên, hắn nhớ đến một câu, dường như trước kia đã có người nói, đây chính là quần long thịnh yến hưng thịnh nhất trong suốt mấy ngàn năm qua, có thể tham gia vào đó chính là một thắng lợi lớn lao. Nhìn cảnh tượng hệt như sóng lớn cuốn phăng tất cả trước mắt, dường như đúng thật là thế. Thịch, thịch. Tiếng bước chân vang lên như mưa rơi, tất cả trưởng lão của các đại tông môn đều leo lên tường thành, hội họp cùng đệ tử nhà mình, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ khó tả. Chẳng mấy chốc, trưởng lão của Thiên Yêu Các cũng đến đón Nguyệt Vi Vi. Nhớ chuẩn bị lễ hội cho tốt đấy, Nhất ca ca. Trước khi đi, Nguyệt Vi Vi nở nụ cười tinh nghịch, lại lần nữa nhắc đến chuyện này, khiến các đại lão của Thiên Yêu Các không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt với Lâm Nhất, lộ rõ sự uy hiếp. Đáng sợ thật, Lâm Nhất sờ mũi, âm thầm cười khổ. Trong vực âm phong, vốn đã có chút khó chống đỡ, nào ngờ 2 năm trôi qua, nàng vẫn khủng bố như thế. Lại nói, với định lực của hắn, trong lòng khó tránh có hơi chấn động, không dám nhìn nhiều. Lâm công tử quả nhiên có diễm phúc hơn người, tuy nhiên, ta nghe nói địa vị của nàng trong Thiên Yêu Các rất đặc thù, ngay cả các chủ cũng không dám lơ là. Nếu quá thân thiết sợ là sẽ có chút phiền phức. Mạc Linh bên cạnh mỉm cười với Lâm Nhất, rồi sau đó chắp tay từ biệt, dẫn theo Liễu Vân Yên rời đi. Không bao lâu sau, Mai Hộ Pháp của Kiếm Các cùng những người khác của Đế Quốc Đại Tần đã đến bên cạnh Lâm Nhất. Lần này Đế Quốc Đại Tần có hơi thảm, ngoại trừ Lâm Nhất, chỉ có Phong Giã miễn cưỡng thông qua được khảo nghiệm nhờ vào huyết mạch man tộc. Tư Tuyết Y, Thủy Nguyệt và Nhạc Thanh đều không thông qua, thế nên sắc mặt bọn họ có hơi chán nản. Đi thôi. Trước tiên vào thành tìm nơi ở, trận chiến tại quần Long Thịnh Yến sẽ chính thức cử hành sau 3 ngày, Mai Hộ Pháp bước đến và nói. 3 ngày sau, đến lúc đó, ai sẽ chủ trì, Lâm Nhất có hơi tò mò. Thịnh Yến như thế, 9 đại bá chủ đều có đệ tử tham chiến, nếu để bọn họ đứng ra chủ trì, ắt sẽ khiến lòng người bất mãn. Nhưng nếu 9 đại bá chủ không thể chủ trì, vậy thì nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ai có được tư cách này. Đi theo ta trước đã. Mai Hộ Pháp mỉm cười, khẽ nói, còn nhớ Thánh Sứ chủ trì Long Môn tranh tài tại Đế Quốc Đại Tần không? Những Thánh Sứ này đều là người của Thánh Minh. Thánh Minh cai quản thành Long Vân, bọn họ là một tổ chức trung lập, hiển nhiên có truyền thừa độc lập của riêng mình, ngoại trừ quần Long Thịnh Yến, những người này sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Nam Vực. Quần Long Thịnh Yến sẽ do bọn họ chủ trì, vừa có thực lực lại vừa trung lập. Đương nhiên mọi người không dám không phục. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Nhất cũng không hỏi gì thêm. Ngày thường, Thành Long Vân vốn trống trải, hiện tại lại có đến mấy trăm vạn người tràn vào, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trong thành có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, khí thế to lớn, cùng với vô số vật thần kỳ, hiếm thấy. Các đệ tử tông môn đều có chút hiếu kỳ, bèn kết nhóm đi dạo khắp thành, đồng thời uống rượu trò chuyện. Dự đoán sẽ có hắc mã như thế nào xuất hiện trong quần Long Thịnh Yến, cùng với kết quả chung cuộc, ai sẽ là quán quân chính thức. Về bảng 10, đại khái thì quan điểm không có quá nhiều khác biệt, tại quần Long Thịnh Yến lần này, e là không một ai dám khiêu chiến với Tam Vương Thất Anh. Dù sao thì đám người kia vốn mạnh không hợp thói thường, đã sớm rời khỏi cổ vực Nam Hoa để tôi luyện. Hiện tại, không ai biết bọn họ mạnh đến mức nào. Có thể thứ hạng sẽ có sự thay đổi, tuy nhiên, không quá nhiều người bàn đến vị trí đầu bảng, tất cả đều có chung quan điểm, chẳng ai có thể dung chuyển được địa vị của Vũ Hạo Thiên.
nếu nói biến số thì chắc chỉ có Ô Tiếu Thiên và Khuynh Nhược U. Một người có biểu hiện quá mức nghịch thiên trong trận thú triều trước đó, người còn lại thì xuất thân từ Tử Nguyệt Động Thiên. Hầu hết mọi người đều cho rằng nếu có ai đó có thể xông lên bảng 10, thì chắc chắn chỉ có thể là hai người này, không có gì phải bàn cãi. Trong thành, sau khi mấy người Mai Hộ Pháp sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Phong Dã vốn muốn lôi kéo Lâm Nhất đi ra ngoài dạo chơi, nhưng lại bị hắn từ chối một cách nhã nhặn. Thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Sáng sớm, khi ánh mắt trời chiếu rọi, quần long thịnh yến được vạn chúng mong đợi cuối cùng cũng đến. Ánh ban mai chiếu xuyên qua khe cửa, tạo thành khoảng sáng và khoảng tối trong phòng. Trên giường gỗ, Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân bỗng mở mắt, sâu trong mắt là kiếm ý hùng hậu cô đọng thành duệ khí, lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Có một khoảnh khắc, duệ khí được cô đọng từ kiếm ý dường như chém đứt ánh ban mai. Trong phòng đen kịt, chỉ có ánh sáng từ kiếm ý lóe lên, hệt như một ngôi sao nhỏ chiếu sáng bốn phía. Kiếm ý vốn là hư vô, chỉ khi rót vào kiếm khí hoặc sát chiêu mới bày ra lực sát thương chân chính, và chỉ có hư vô mới có thể chém đoạn hư vô, ví dụ như biển mây, như ánh sáng, lại như sát ý, đến cảnh giới thông linh, khả năng vận dụng kiếm ý đã vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Sắp bắt đầu rồi sao? Lâm Nhất không đi ra ngoài, nhưng hắn có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt vọng đến từ con đường phía dưới. Người đến người đi, đủ loại âm thanh truyền vào tai hắn. Hắn đã từng rất nhiều lần có cảm giác nhiệt huyết sôi trào vì trận quần long thịnh yến này, nhưng đến thời điểm chính thức, tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi rửa mặt, Lâm Nhất đi đến sân hội hợp cùng mọi người. Ngoại trừ mấy người Tư Tuyết Y, hắn còn gặp được Tả Vân, vị bằng hữu đã lâu không gặp. Trong long môn tranh tài, Tả Vân không tiến vào bảng 8, khoảng thời gian sau đó. Hắn ta ra ngoài rèn luyện và cũng không hề gia nhập bất kỳ tông môn nào khác, thế nên so với nhóm Tư Tuyết Y, hắn ta vốn không có tư cách tham dự khảo nghiệm. Lâm Nhất cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn ta. Bởi lẽ thực lực của Tả Vân mạnh hơn Phong Dã rất nhiều, thậm chí rất nhiều đệ tử cốt cán của các thế lực cấp bá chủ đều thua xa hắn ta. Tuy nhiên, Tả Vân lại rất bình tĩnh, mỉm cười và nói, có đôi khi, làm một quần chúng không hẳn là chuyện xấu. Có lẽ hắn ta cũng có bí mật của riêng mình, bằng không thì rất khó giữ được thái độ bình tĩnh như thế. Quần Long Thịnh Yến có tổng cộng 3 vòng, vòng thứ nhất là vòng tích điểm, vòng thứ hai là vòng loại, và vòng thứ ba là đấu hạng. Mai Hộ Pháp nhìn Lâm Nhất và Phong Dã, giảng giải sơ lược về luật chơi, rồi thấp giọng nói, hôm nay là vòng thứ nhất, tất cả nhân tài kiệt xuất thông qua khảo nghiệm sẽ chia làm 10 tổ. Mỗi tổ nhiều thì có đến ngàn người. Ít thì khoảng 700 người, luân phiên giao đấu, người thắng sẽ lấy được khí huyền hoàng trong ngọc bội của đối phương. Cuối cùng, bảng 100 sẽ được lọc ra dựa trên số lượng khí huyền hoàng thu hoạch được. Mặt khác, tiêu hao toàn bộ khí huyền hoàng sẽ bị đào thải sớm, phong tích điểm tàn khốc ở chỗ phải tác chiến liên tục, hai người nên chuẩn bị một vài kế sách ứng phó. Phong tích điểm không thể so với vòng đấu loại nếu thua thì sẽ trực tiếp bị đào thải. Trong khi vòng tích điểm lại so số lượng khí huyền hoàng chung cuộc. Nói cách khác, giai đoạn đầu có thể chơi chiến lược, lựa chọn bỏ quyền, bằng không, lỡ như vì chiến thắng đối thủ mà bị thương nặng, rất có thể trong các trận sau đó sẽ liên tiếp thất bại, được không bù mất. Khí huyền hoàng là gì? Phong Dã tò mò hỏi. Mai Hộ Pháp cười nói, không ai biết rõ, chỉ có thể đoán đại khái nó là long vận được thực chất hóa. Tuy nhiên, nếu có thể tiến đến vòng đấu hạng, sẽ có cơ hội luyện hóa khí huyền hoàng trong ngọc bội, nghe nói khi luyện hóa khí huyền hoàng đủ nhiều sẽ sản sinh vài thứ huyền diệu khó tưởng. Còn lợi ích cụ thể thì, ngoại trừ những người thuộc bảng 10 bảng Long Vân thì không ai nói rõ được. Cảnh tượng tương tự như vậy xuất hiện ở sân lưu trú của tất cả các đại tông môn, các đệ tử đều cảm thấy cực kỳ phấn khích, khó có thể ổn định tâm trạng. Tuy nói bảng Long Vân chỉ có 100 vị trí. Hầu hết nhân tài kiệt xuất sẽ trở thành pháo hôi, nhưng ai mà chẳng mong muốn mình có thể đi xa. Lại nói, trong cuộc tranh tài cực kỳ ác liệt này, biết đâu sẽ xảy ra tình huống đột phá tại chỗ. Tất cả đều có thể xảy ra. Trung tâm thành Long Vân có 9 pho tượng thần long cổ xưa, miệng rồng quanh năm phun linh tuyền đọng lại thành một hồ nước cực lớn, được gọi là hồ Cửu Long. Hồ nước này được tạo thành hoàn toàn bằng linh tuyền.
nên ẩn chứa linh khí nồng đậm đến mức khó tưởng, không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm, trong màn hơi nước mờ ảo lộ ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Nơi đây chính là địa điểm tổ chức quần long thịnh yến. Xung quanh hồ nước có rất nhiều ghế, từ sớm đã có người đến giành vị trí tốt. Khi những người này phát hiện tuy là ở khu vực bên ngoài hồ nước, nhưng linh khí còn dồi dào hơn nhiều so với phong thủy bảo địa, cả đám mừng rỡ không thông. Thậm chí, suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả chỉ vì tranh chỗ ngồi, may mà có cao thủ của Thánh Minh duy trì trật tự, sau mấy phen xử lý quyết tuyệt, không còn ai dám làm bậy nữa. Đến khu vực gần hồ nước dành cho tuyển thủ tham chiến, khi nhìn thấy hồ Cửu Long, mấy người Lâm Nhất đều không khỏi rung động. Cảnh tượng trước mắt quá mức bao la, hồ nước cực lớn, tỏa ra linh khí rồi rào đập vào mắt bọn họ. Nó mênh mông hệt như đại dương, dường như muốn nhấn chìm con người nhỏ bé. Bên ngoài có 9 pho tượng thần long sừng sững được ánh mặt trời bao phủ, toát lên uy nghiêm thần thánh, không cho phép xâm phạm. Nếu cảm nhận tinh tế thì có thể phát giác ra được long uy mạnh mẽ, cứ như chúng vốn là vật sống. Vị trí của những pho tượng này có hơi đặc biệt. Lâm Nhất quan sát cẩn thận thì phát hiện 9 pho tượng thần long này dường như tương ứng với 9 ngôi sao lớn trên bầu trời. Trong cõi u minh, tượng thần long và trời sao ngoại vực có sự liên kết cực kỳ thần bí, ở biển sao xa xôi kia dường như cất giấu một mật cảnh cổ xưa và khủng bố nào đó. Không có lôi đài, chẳng lẽ chúng ta đấu trên mặt hồ à? Phong Dã nhìn quanh một lượt, rồi mỉm cười và nói, vậy cũng không tệ, rõ ràng là cái hồ Cửu Long này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, chém giết chắn chắn rất đã ghiền. Cách đó không xa, Tả Vân cười nói, vậy là con sông bên ngoài thành còn chưa đủ ghiền à? Sắc mặt Phong Dã lập tức thay đổi, nhớ đến đau đớn trước đó, hắn ta vội khoát tay và nói, hay là thôi đi. Ầm ầm. Khi bọn họ đang trò chuyện, bỗng có tiếng rồng ngâm cổ xưa quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách, mây nhấp nhô đầy trời, trời đất đổi màu. Trời dường như sắp đổ mưa, loại cảm giác này điên cuồng tích tụ, khiến mọi người cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhưng đan xen trong đó là sự hưng phấn mãnh liệt, cứ như trái tim căng cứng trong lồng ngực có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Hồ nước chìm xuống, 10 đài chiến cổ xưa như những con rồng khổng lồ từ từ bay lên. Đây là đài Thăng Long, mang ý nghĩa rồng bay vọt lên trời, và đây cũng chính là lôi đài chính thức của quần Long Thịnh Yến. Cùng lúc đó, giữa không trung có 10 ông lão hạ xuống, không có gì ngoại lệ, bọn họ đều là những cao thủ thiên phách cực kỳ đáng sợ. Khí tức trên người cô đọng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người ta có cảm giác áp lực như núi đè, e là ít nhất đã mở được 3 phách. 10 trọng tài đồng loạt tuyên bố quy tắc trận đấu. Quy tắc rất đơn giản. Ngoại trừ không được sử dụng bí bảo và đan dược, các loại bảo khí và bảo giáp đều được cho phép, yêu cầu duy nhất chính là sau khi nhận thua thì không được tiếp tục ra tay. Vòng thứ nhất, vòng tích điểm khá là tàn khốc, mỗi một nhân tài kiệt xuất ít nhất phải đấu 10 trận, thời gian nghỉ xả hơi giữa các trận rất ít. Tình huống mang theo thương tích chinh chiến có thể xảy ra, thậm chí sẽ xuất hiện cục diện không chết không thôi. Hãy nhìn vào ngọc bội long vân của các ngươi. Sau khi xác định tổ, quần Long Thịnh Yến sẽ chính thức bắt đầu, 10 trọng tài Thánh Minh đồng loạt hô to, âm thanh quanh quẩn mãi không dứt. Lâm Nhất nhìn xuống ngọc bội dắt bên hông, bên trong chứa đựng khí huyền hoàng nặng trĩu, dường như có một con số thoát ẩn thoát hiện. Là số 7, hắn được phân vào tổ thứ 7, Phong Dã thì được phân vào tổ 9. Nam Cung Ngọc Vãn liếc nhìn ngọc bội, hắn ta được phân vào tổ 8. Tổ 1. Triệu Vô Cực liếc nhìn ngọc bội. Viêm Long Tử thờ ơ nói, tổ 4. Tam Vương Thất Anh thuộc bảng 10 trên bảng Long Vân được phân vào các tổ khác nhau trong vòng tích điểm, hiển nhiên, việc này là do các trưởng lão Thánh Minh cố ý. Tên kia thuộc tổ 7. Cách đó không xa, Tần Dương vẫn luôn âm thầm theo dõi Lâm Nhất, khi phát hiện con số trên ngọc bội của hắn, hai mắt hắn ta tỏa sáng. Tay siết chặt ngọc bội và nở một nụ cười dữ tợn, cũng khéo thật. Không bao lâu sau, từng tổ của vòng tích điểm bắt đầu bước vào thi đấu. Lâm Nhất hướng mắt về phía đài Thăng Long dành cho tổ 7, có 2 gã nhân tài kiệt xuất đã tiến hành giao đấu. Một người dùng kiếm, một người dùng đao, tu vi đều là từ phủ Dương Huyền đỉnh phong. 2 người này có thực lực ngang nhau,
sau hơn trăm chiêu cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Tên đao khách may mắn giành chiến thắng thu được một nửa khí huyền hoàng của đối phương. Khi khí huyền hoàng mất đi, Lâm Nhất nhạy cảm nhận ra ánh mắt tên kiếm khách kia cũng mất đi độ sáng bóng. Tuy thoạt nhìn không có thay đổi quá lớn, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ nhận ra được sự khác biệt rõ ràng. Khi chúng ta bước vào tòa thành cổ này, khí huyền hoàng và số mệnh của bản thân đã dung hợp với nhau, một khi thất bại, tổn thất sẽ cực lớn. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, trong lòng thầm kinh ngạc, tuy nhiên, nếu có thể giành được chiến thắng thì thu hoạch không hề nhỏ. Sau vài trận chiến thường thường, không quá nổi bật, rốt cuộc thì yêu nghiệt tuyệt đỉnh của tổ 7 là Tần Dương cũng xuất hiện. Trận thứ 8 của tổ 7, Tần Dương giao đấu với Viên Lượng. Trọng tài vừa dứt lời, trên hàng ghế khán giả lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Viên Lượng vốn là một tên vô danh tiểu tốt, chắc chắn không phải là đối thủ của Tần Dương. Mắt Viên Lượng lóe sáng, khi nhìn Tần Dương lộ rõ sự sợ hãi, liền mở miệng nói trận chiến này ta. Hắn ta muốn nhận thua, nhưng Tần Dương lại không cho cơ hội. Rầm. Trên đài Thăng Long bộc phát ánh vàng sáng chói, Tần Dương như một ngọn lửa rực cháy bay vọt về phía Viên Lượng, phút chốc đánh bay hắn ta. Phụt. Viên Lượng phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt hồ, sóng nước cuộn trào như mãnh thú, hung hăng ném hắn ta lên bờ. Nhìn sắc mặt hắn ta tái nhợt, lộ vẻ đau đớn khó nhịn, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Dáng vẻ cực kỳ thê thảm, hiển nhiên đã không còn cách nào ứng chiến, sớm bị đào thải. Lê mê cả buổi mới chịu nhận thua, xem thường ta quá rồi, sắc mặt Tần Dương lạnh tanh, hắn hừ một tiếng, trong mắt không hề có một chút đồng tình nào. Thái độ quyết liệt như thế khiến cho rất nhiều nhân tài kiệt xuất thuộc tổ 7 cảm thấy lo lắng bất an. Trận đấu tiếp tục diễn ra, còn chưa đến lượt mình xuất chiến nên Lâm Nhất đưa mắt quan sát những đài Thăng Long khác. Ở tổ 6, Dương Phàm đang đối chiến cùng một nhân tài kiệt xuất cảnh giới âm dương mới nổi, trận chiến khá là kịch liệt. Tên nhân tài kia là một tay chơi quyền tài năng, khả năng cận chiến cực mạnh và vô cùng hung ác. Với tư cách là yêu nghiệt bảng ngoài trong quần Long Thịnh Yến lần trước, rõ ràng là Dương Phàm cố hết sức mới ứng phó được, cuối cùng giành được thắng lợi nhờ một chút may mắn. Lâm Nhất nhìn ra được tên nhân tài mới xuất hiện có bản lĩnh dùng quyền kia chưa hẳn yếu hơn Dương Phàm. Chỉ là có ít kinh nghiệm chiến đấu hơn mà thôi. Hơn nữa, dưỡi khí của hắn ta cực thịnh, sau khi thua cuộc, thậm chí không hề nhụt chí mà vừa lau vết máu trên khóe miệng vừa cười, hiên ngang xuống đài. Loại người hung hãn thế này có khả năng cao sẽ đột phá trong đại chiến, hiển nhiên là càng chiến càng mạnh. Nếu gặp lại trong vòng đấu loại, chưa chắc Dương Phàm là đối thủ của hắn ta. Phương Hàn Lạc, Lâm Nhất thầm nhớ kỹ tên của thiếu niên kia. Ánh mắt hắn di chuyển, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên lôi đài tổ 8, là Cơ Vô Dạ của Huyết Thương Các. Hắn ta đánh rất hăng hái và dứt khoát, nhẹ nhàng xử lý một đối thủ mạnh. Tầm mắt di chuyển khắp các lôi đài trên Hồ Cửu Long, Lâm Nhất liên tiếp quan sát các trận đấu và phát hiện được không ít tân tú sáng giá. E rằng sẽ có khá nhiều cao thủ thâm niên rơi rụng trong quần Long Thịnh Yến lần này. Ngoài ra, vẫn có một số quy luật đáng chú ý. Bảy phần nhân tài kiệt xuất đều có tu vi ở cảnh giới Dương Huyền đỉnh phong. Bình chướng âm dương vốn rất khó phá vỡ. Trong cảnh giới Tử Phủ âm dương, số lượng cao thủ tiểu thành và đại thành không ít, tuy nhiên, người đạt đến viên mãn đỉnh phong lại cực kỳ hiếm. Còn về mấy tay ngoan nhân bán bộ thiên phách thì ít đến đáng thương, ngoại trừ mấy tên yêu nghiệt tuyệt đỉnh có uy vọng lâu năm, gần như không còn ai khác. Trong vô hình đã có các đường phân chia ranh giới xuất hiện. Trong tất cả các tổ thi đấu, yêu nghiệt tuyệt đỉnh đều biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, gần như vừa giáp mặt đã phân rõ thắng bại. Riêng Tam Vương Thất Anh thì hoàn toàn không có người ta tay, còn chưa đấu đã lập tức nhận thua. Trận thứ 21 tổ 7, Lâm Nhất đối chiến cùng Mạc Kỳ. Âm thanh vang dội của trọng tài kéo Lâm Nhất khỏi mạch suy nghĩ, rốt cuộc cũng đến phiên hắn ra sân. Đối thủ của Lâm Nhất là một kiếm khách và cũng là một nhân tài mới xuất hiện giống như hắn. Người này còn khá trẻ, nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong, chiến ý bùng lên và ngày càng phóng đại trong mắt hắn ta. Kiếm khách không thể vượt cấp chiến đấu thì chẳng có gì là vui thú. Tuy nhiên,
Cũng may, ngươi không tính là quá yếu, miễn cưỡng xứng là đối thủ của ta. Trên đài Thăng Long, Mạc Kỳ nhếch miệng cười, mái tóc dài tung bay trong gió, vòng tay ôm lấy bảo kiếm. Tự tin đấy. Chỉ đáng tiếc là ngươi đã chọn sai đối thủ, Lâm Nhất thản nhiên nói, ngươi có thể rút được kiếm thì xem như ta thua. Ngươi có thể rút được kiếm thì xem như ta thua. Lâm Nhất vừa dứt lời thì đám đông lập tức vang lên tiếng ồn ào không nhỏ, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Ba ngày trước, trên tường thành, lai lịch có hơi thần bí của Lâm Nhất đã khiến nhiều người chú ý, cho nên khi hắn lên đài, có không ít người quan sát. Bọn họ đều muốn nhìn xem kiếm khách trước đó được nhiều người để mắt đến rốt cuộc có thực lực như thế nào. Rút kiếm tính thua à? Thật ngông cuồng, có hơi. Ha ha, có cá tính, chẳng lẽ kiếm của hắn nhanh đến mức Mạc Kỳ không kịp phản ứng? Khoác lác mà thôi, thoạt nhìn thì tên Mạc Kỳ kia không yếu, tu vi cũng tương đương hắn, Lâm Nhất không chiếm được ưu thế gì đâu. Tiếng bàn tán xôn xao khiến đài Thăng Long của tổ bảy ngày càng được nhiều người chú ý. Đế quốc Đại Tần, nhóm người Mai Hộ Pháp đều tỏ ra khẩn trương. Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của Lâm Nhất, bất kể trước kia có xem trọng Lâm Nhất thế nào, suy cho cùng hắn cũng chưa từng trải qua khảo nghiệm chân chính, không ai biết hắn có thể đi xa đến đâu trong quần Long Thịnh Yến. Khoác lác thì ít nói thôi tốt hơn, người vẫn nên lo cho mình có thể chống đỡ được 10 chiêu trước mặt ta hay không đi. Mạc Kỳ cười nhạt, hoàn toàn không coi lời Lâm Nhất nói là thật, thân hình lóe lên. Kiếm thế sắc bén bùng phát. Cơ thể thẳng tắp giống như một cây trường thương, nhanh chóng giết tới chỗ Lâm Nhất. Khi chỉ còn cách Lâm Nhất chưa tới 10 mét, tay phải hắn ta lặng lẽ nắm lấy chuôi kiếm. Thấy Lâm Nhất vẫn không động đậy, trong mắt Mạc Kỳ lóe lên vẻ khinh thường. Ngay cả bóng hình ta cũng không nhìn rõ, thế mà cũng dám ngông cuồng. Bại! Kiếm thế sắc bén của hắn ta lập tức tập trung vào một điểm, tích lũy với trạng thái vô cùng sắc bén. Muốn đâm xuyên ngực của Lâm Nhất ngay khoảnh khắc rút kiếm. Lâm Nhất vẫn không động đậy, chỉ tích lũy kiếm ý thông linh vào hai mắt, sâu trong mắt lập tức có kiếm ý rồi rào minh mông, lấp lánh như sao trời tuôn ra rực rỡ. Trong nháy mắt, thân pháp của Mạc Kỳ trở nên vô cùng chậm trong mắt Lâm Nhất, toàn thân đều là sơ hở, kiếm ý sắc bén đâm thủng hư không, xuyên thấu vào tâm hồn đối phương. Chuyện gì thế kia? Đài Thăng Long đen kịt một mảnh. Mạc Kỳ cảm giác được trái tim mình như bị một kiếm quang xuyên thủng. Kiếm thế toàn thân lập tức rối loạn, nỗi sợ hãi lan tràn trong tim, nhất thời trong lòng rối loạn. Lùi. Mạc Kỳ biến sắc, nhanh chóng buông lỏng chuôi kiếm, dùng tốc độ nhanh như chớp lùi lại. Sau khi đáp xuống đất, hắn ta không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi đầm đìa. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn ta như đi một vòng quỷ môn quan. Trải qua sống chết, tinh lực hoàn toàn bị hao hết, bàn chân mềm nhũn vô lực. Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Kỳ không hiểu nổi, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, hắn vẫn không động đậy. Nhưng lại cảm giác mình có chuyển động thế nào, ở trước mặt đối phương vẫn hiện đầy sơ hở. Ánh nhìn của hắn sắc bén như kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng hư không. Trong lúc hắn ta nghi ngờ, ánh mắt Lâm Nhất lại dừng trên người hắn ta lần nữa, hất chân đi về phía trước một bước. Phụt! Mạc Kỳ nôn ra máu, quỳ một chân xuống đất. Xuống dưới đi! Đợi bước chân Lâm Nhất hạ xuống, người đã đến trước mặt Mạc Kỳ giống như dịch chuyển tức thời, nhấc tay vung chưởng lên người Mạc Kỳ. Một chưởng này phá tan chân nguyên hộ thể của Mạc Kỳ, đánh bay cả người hắn ta rơi xuống ngay bên rìa lôi đài. Mạnh thêm chút nữa là hắn ta sẽ rơi thẳng xuống hồ Cửu Long. Ngươi thắng rồi. Mạc Kỳ không có dũng khí để nhìn Lâm Nhất, vội vã rời đi, trông dáng vẻ cực kỳ hoảng hốt. Ngay khi hắn ta nhận thua, khí huyền hoàng trong ngọc bội thoát ra ngoài được Lâm Nhất thu về. Đã nhường. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, hình như hơi quá đáng rồi. Kiếm ý thông linh dùng vào việc nhỏ này, mặc dù chưa thật sự sử dụng. Nhưng với kẻ có ý chí yếu ớt mà nói lại có sức sát thương chí mạng. Kiếm ý thông linh, có thể chém hư vô. Có thể nhắm thẳng vào tâm hồn đối phương, bất cần một chút là sẽ thất thủ tinh thần, chân nguyên rối loạn. Kiếm ý này quá mạnh, không nên tùy tiện sử dụng mới được, bị người ta nhìn ra manh mối đề phòng thì không hay.
dù sao chỉ là kiếm ý tiên thiên đỉnh phong viên mãn cũng đủ để tung hoành nam vực, chinh chiến quần long thịnh yến này. Thắng rồi. Những người quan sát tình hình so đấu của nhóm 7 đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ra sao. Kiếm ý của Lâm Nhất chỉ có người bị đường nhìn của hắn nhìn tới mới có thể cảm ứng, người ngoài không thể nhận ra, đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tiểu Hữu có phải là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, kiếm ý này có chút lề lối. Trọng tài của nhóm 7 cười hì hì nói, ông ta không nhìn thấy kiếm ý của Lâm Nhất đã đạt tới cảnh giới thông linh, có lẽ phát hiện ra kiếm ý của Lâm Nhất cực kỳ đáng sợ. Không phải, ta là đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lâm Nhất nói xong, đi thẳng trở về. Thú vị, tân tú đợt này càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, nhóm 7 này hình như đã xuất hiện một con ngựa đen rất có tiềm lực, khiến trọng tài vô cùng mong chờ. Trận chiến thứ 19, Dương Đằng dối chiến Phong Vô Đạo. Trong lúc mọi người còn chìm đắm trong chiến thắng không thể tin nổi của Lâm Nhất, lời trọng tài vừa dứt, mọi người lập tức bừng tỉnh kêu lên. Dương Đằng của Thiên Kiếm Tông đúng không? Trong bảng Long Vân đợt trước, hắn ta là yêu nghiệt tuyệt đỉnh xếp hạng 23, còn cao hơn Tần Dương không ít. Trong nhóm 7 này, yêu nghiệt tuyệt đỉnh đúng là không ít. Hình như Phong Vô Đạo không có danh tiếng gì, không biết là đệ tử của tông môn nào, chỉ sợ sẽ bại rất thê thảm. Xem có thể kiên trì được 5 chiêu hay không? Nhiệt tình của mọi người đối với yêu nghiệt tuyệt đỉnh rất cao, hiện nay những người ra trận đều cực kỳ mạnh, yếu hơn thì chỉ đối mặt thôi đã bị đánh bại, mạnh hơn chút cùng lắm cũng chỉ được 5 chiêu. Đến bây giờ, vẫn chưa có ai có thể chống đỡ 5 chiêu trước mặt yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Mọi người chỉ có thể nhìn Phong Vô Đạo bằng ánh mắt thương hại. Hai người đáp xuống đài Thăng Long, ngoài dữ liệu, khí chất Phong Vô Đạo vô cùng siêu phàm. Đối diện với đối thủ mạnh như Dương Đằng nhưng không hề hoảng loạn, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. Quan sát trong chốc lát, Dương Đằng tùy ý cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ nhận thua ngay chứ. Xem ra danh tiếng của Dương Mỗ so với Tam Vương Thất Anh còn thua kém nhiều lắm. Tam Vương Thất Anh hầu như còn chưa lên đài, đọc đến tên bọn họ thôi, đối thủ đã chủ động bỏ cuộc. Đây là một sự tôn trọng dành cho cao thủ, vô hình chung cũng là một loại vinh quang tột đỉnh. Đó là đương nhiên, so với Tam Vương Thất Anh, người không bằng cả cọng tóc. Phong Vô Đạo không đổi sắc, chỉ là sự chế giễu trong giọng nói cực kỳ chói tai. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Dương Đằng đã thay đổi hoàn toàn. Người xem chiến thì bật cười, mùi thuốc súng ở quần long thịnh yến này nồng nặc, dường như tính tình ai cũng nóng nảy vô cùng. Dương Đằng nói mình không bằng Tam Vương Thất Anh là khiêm nhường, nếu ngươi nói người ta không bằng trước mặt mọi người thì đó rõ ràng là cái tát vào mặt. Yêu nghiệt tuyệt đỉnh, há có thể tùy tiện sỉ nhục như vậy. Cho dù bây giờ người này nhận thua, e rằng Dương Đằng cũng sẽ không tha cho hắn ta, không chết cũng sẽ bị thương nặng, mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Có lẽ ngươi nói cũng không sai, nhưng trong mắt ta, ngươi đến cả không khí cũng không bằng. Dương Đằng lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên sát ý, một thanh trường kiếm màu đỏ tươi xuất hiện trong tay hắn ta. Hắn ta khẽ vẫy cổ tay, 18 kiếm khí quang ảnh ngưng động lập tức hiện lên treo ngược sau lưng. Trường kiếm vung ra, 18 thanh kiếm quang ở sau lưng giống như chiếc lá bay thẳng lên trời. Ầm. Trong nháy mắt. Kiếm thế của Dương Đằng ầm ầm tăng vọt, vô cùng vô tận, mênh mông rào rạt. Dường như cả bầu trời đều bị kiếm thế của hắn ta che phủ, mang đến cảm giác áp bách đáng sợ. Đại diễn kiếm quyết. Tuyệt học trấn môn của Thiên Kiếm Tông, cổ vực Nam Hoa muốn tìm thấy một kiếm quyết không dễ dàng, tìm được một kiếm quyết cao thâm khó dò như thế lại càng khó. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn tán xôn xao, Lâm Nhất im lặng theo dõi. Đại diễn kiếm quyết quả thật lợi hại. Nghe nói là tuyệt học của Thiên Kiếm Tông kế thừa từ Kiếm Tông, phẩm cấp kiếm quyết khá cao. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể ngưng tụ ra 999 kiếm ảnh treo lơ lửng trên trời, tiện tay vung ra một kiếm sẽ có kiếm ảnh đầy trời, như tuyết trắng mênh mông, vô cùng vô tận. Vù vù. Kiếm âm vang vọng bầu trời, Dương Đằng vung ra một kiếm, mấy trăm luồng kiếm ý trùng điệp. Rơi lả tả như lá bay đầy trời, ồ ạt cuốn tới. Đòn tấn công trong phạm vi rộng như vậy, muốn tránh sẽ vô cùng khó khăn. Phong Vô Đạo thật sự không tránh,
năm ngón tay hắn ta nắm lại thành quyền, có lôi quang cuồng bạo tuôn ra từ trong quyền mang. Giác! Kiếm ảnh bay đến bị sấm sét chặn lại, không thể tiến thêm, trong ánh chớp bùng nổ bị đánh nát toàn bộ. Vô số kiếm ảnh vỡ nát, giống như lá bay theo gió. Mái tóc dài của Phong Vô Đạo tung bay theo gió trong vô số phiến lá nát vụn, chậm rãi đi tới, giống như ánh nắng trời thu, vô cùng chói mắt. Ý chí lôi đình. Dương Đằng kinh ngạc, đây lại là một kẻ đáng sợ đã lĩnh ngộ được ý chí võ đạo, hơn nữa cảnh giới ý chí còn rất cao. Trong các võ giả đang theo dõi trận đấu tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ lạ, cực kỳ ngạc nhiên. Phong Vô Đạo này không đơn giản, cách điều khiển ý chí lôi đình của hắn ta cực kỳ cao thâm, sức mạnh đánh ra không hề dư thừa. Chỉ đánh nát kiếm mang rơi xuống, đài thăng long toàn là kiếm ảnh vỡ nát, không hề có bất cứ lôi mang nào lóe lên. Có chút đáng sợ. Lâm Nhất tỏ ra hơi kinh ngạc, thủ đoạn thế này không liên quan đến trình độ cao thấp của cảnh giới ý chí. Giống như kiếm ý của Lâm Nhất, dù là kiếm ý ở cùng cảnh giới, hắn cũng nắm chắc có thể thắng đối thủ hoàn toàn. Chỉ vì tình yêu của hắn đối với kiếm đạo và thiên phú kiếm đạo vượt qua người thường. Thiên phú của Phong Vô Đạo với ý chí lôi đình cũng vượt xa người thường, có thể gọi là kỳ tài. Keng keng keng. Trong khi mọi người ngạc nhiên, chớp mắt hai người trên võ đài lại giao đấu với nhau mấy chục chiêu, ngang tài ngang sức, mỗi người đều thể hiện tài năng của mình. Phong Vô Đạo nhanh chóng phá vỡ thần thoại không qua được 5 chiêu của yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Chân nguyên sao động, kiếm quang tung hoành, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, trên đài thăng long liên tục hiện ra dị tượng. Trước mắt, dù là người ngốc hơn nữa cũng có thể nhận ra được, Phong Vô Đạo không hề yếu, hoàn toàn có năng lực tranh tài với yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Kiếm hỏa phần thiên. Dương Đằng trên đài thăng long rõ ràng đã hơi nôn nóng, tức giận quát lên, sử dụng sát chiêu. Quang kiếm mà đại diễn kiếm quyết ngưng tụ ở trên trời, ánh lửa hừng hực, trường kiếm màu đỏ tươi trong tay vung lên, lửa kiếm mênh mông từ trên trời trút xuống điên cuồng. Lợi hại. Phong Vô Đạo có con ngươi lại, nhìn ra chỗ đáng sợ của lửa kiếm này, đó là sát chiêu kết hợp kiếm ý bản thân và đại diễn kiếm quyết một cách hoàn hảo. Mỗi một ngọn lửa đều chứa sức sát thương chí mạng, chỉ bất cẩn chút thôi sẽ bị ngọn lửa đâm xuyên chân nguyên hộ thể, đồng thời bị nhấn chìm trong đó, thiêu đốt thành cho bụi. Nhưng, nếu chỉ có thế thì nên nhân lúc còn sớm mà nhận thua đi. Phong Vô Đạo quát lên, hạ giọng nói, phá lôi chạm. Tiếng sấm đáng sợ điên cuồng vang lên từ trong cơ thể Phong Vô Đạo, lôi uy trên người hắn ta không ngừng tăng vọt, chân đạp mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm. Trên đài thăng long, Dương Đằng rõ ràng đang rất sốt ruột, hắn ta hét lên sau đó thi triển sát chiêu. Kiếm quang do đại diễn kiếm quyết ngưng tụ cháy hừng hực giữa không trung, thanh trường kiếm đỏ tươi trong tay hắn ta rung lên, vô số ngọn lửa kiếm rơi xuống từ trên trời. Lợi hại. Con người Phong Vô Đạo đột nhiên co rụt, hắn ta có thể nhìn ra sự đáng sợ của những ngọn lửa kiếm này, đó là sát chiêu dung hợp từ kiếm ý và đại diễn kiếm quyết một cách hoàn hảo. Mỗi ngọn lửa đều ẩn chứa sức sát thương chí mạng, bất cần một chút sẽ bị ngọn lửa đâm thủng chân nguyên hộ thể, sau đó bị đốt thành cho bụi. Chỉ có thế thôi sao, ngươi nên nhanh chóng chịu thua đi. Phong Vô Đạo quát một tiếng, phá lôi chạm. Tiếng sét kinh khủng vang lên điên cuồng trong cơ thể Phong Vô Đạo, lôi uy trên người hắn ta không ngừng tăng vọt, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm. Đài thăng long dung chuyển phát ra tiếng ầm ầm khiến hồ nước xung quanh sao động. Phong Vô Đạo phóng thẳng lên trời như một tia điện, sau đó đấm một quyền, chặt đứt ngọn lửa kiếm hừng hực kia. Răng rắc. Ngọn lửa kiếm ẩn chứa khí thế phần thiên bị chém thành hai nửa như một con viêm long, Dương Đằng hộc ra một búng máu, ngã xuống đất. Phong Vô Đạo lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt lạnh lùng kia bị ánh lửa rọi vào trông có vẻ kiên cường. Tất cả mọi người theo dõi tình hình chiến đấu của nhóm 7 này đều kinh ngạc không nói nên lời. Ai cũng không ngờ vòng thích điểm vừa mới bắt đầu đã xuất hiện một tân tú mạnh như vậy, thẳng tay đánh bại yêu nghiệt hàng đầu nổi tiếng lâu năm. Phong Vô Đạo thắng. Ngoại trừ Lâm Nhất, có lẽ có rất ít người có thể đoán trước được kết quả này, dù sao đối thủ của hắn ta cũng là yêu nghiệt hàng đầu Dương Đằng. Mọi người đều biết Dương Đằng của Thiên Kiếm Tông có thực lực không yếu, thậm chí là rất mạnh.
Đáng tiếc hắn ta quá coi thường đối phương, vừa ra tay đã rơi vào thế yếu, sau đó bắt đầu cảnh giác thì đã muộn. Cao thủ so chiêu, nếu thực lực ngang nhau, một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định cục diện. Huống hồ thực lực của Phong Vô Đạo còn cao hơn Dương Đằng, đối mặt với kẻ địch mạnh mà còn dám chủ quan, thật ra kết quả đã được quyết định từ trước. Làm Yêu Nghiệt hàng đầu tiên bị đánh bại, trận đấu này đã nhấc lên sóng gió rất lớn trong hội trường. Đây là trận đấu đặc sắc nhất kể từ khi Quần Long Thịnh Yến bắt đầu cho đến bây giờ. Các nhóm đối chiến khác cũng có cao thủ ra sân, tiếc là đối thủ đều quá yếu. Đa số là nhận thua hoặc đánh chưa được 5 chiêu đã thua, kém xa trận đấu đặc sắc có thực lực ngang nhau này. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Phong Vô Đạo, cái tên này rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi. So với cách chiến thắng có phần không rõ ràng của Lâm Nhất, có thể nói chiến thắng của Phong Vô Đạo vô cùng đáng kinh ngạc, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Phong Vô Đạo mạnh thật đấy, hắn ta đến từ đâu vậy? Ai mà biết, nhưng Quần Long Thịnh Yến đợt nào cũng có yêu nghiệt loại này, lúc trước không có tiếng tăm gì, trong thịnh yếu sẽ một bước lên trời. Năm đó Vũ Hạo Thiên cũng thế, ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên cũng không có bao nhiêu người biết hắn ta, kết quả hắn ta lại tỏa sáng rực rỡ trong Quần Long Thịnh Yến, nổi tiếng khắp Nam Vực. Không biết hắn ta có che giấu thực lực hay không? Ta rất mong chờ biểu hiện của hắn ta trong vòng loại thứ hai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, so với các nhóm khác, cao thủ của nhóm 7 có vẻ hơi ít. Trong khi mọi người đang bàn tán ầm ĩ, độ nổi tiếng của Phong Vô Đạo tăng vọt, rất nhiều yêu nghiệt nhóm khác đều không thể không nhìn hắn ta vài lần, âm thầm ghi tạc hắn ta vào lòng. Nói không chừng họ sẽ gặp đối phương trong vòng loại, hiểu thêm về đối phương cũng có lợi. Cuộc thi tiếp tục diễn ra. Trận này nối tiếp trận khác. Có thể bởi vì đây là vòng tích điểm nên rất nhiều người không dốc hết sức, một số người không đánh lại thì lập tức nhận thua. Dù sao cũng tính theo điểm tích lũy, người liều mạng trọng thương thắng một trận, thua liên tiếp 9 trận cũng sẽ bị loại. Rất nhiều trận đấu không vượt quá 50 chiêu, thậm chí những trận đấu kết thúc trong vòng 10 chiêu có rất nhiều. Trong lúc bất giác, Lâm Nhất cũng đã lần lượt đối đầu với vài cao thủ. Hắn không sử dụng kiếm ý thông linh, vẫn giữ bình tĩnh, không cố tình phô trương. Hầu hết trong thời gian nhàn rỗi, Lâm Nhất đều theo dõi trận đấu của những nhóm khác, mỗi khi có người quen ra sân sẽ tập trung hơn. Phong giã của đế quốc Đại Tần có vẻ không được may mắn, hắn ta đã thua liên tiếp 3 trận, khí huyền hoàng trong ngọc bội đã không còn nhiều. Nếu hắn ta thua tiếp, khí huyền hoàng cạn kiệt sẽ lập tức mất tư cách. Bạch Lê Hiên đã gia nhập Càn Vân Tông thì rất cao minh, tuy là tân tú nhưng hắn ta lại có phong thái của yêu nghiệt hàng đầu. Đến lúc này, đối thủ của hắn ta có rất ít người có thể đỡ được 10 chiêu, thậm chí hắn ta còn không thi triển Thương Long Kiếm Quyết, điều này có vẻ hơi đáng sợ. Kiếm pháp của hắn ta đã tiến bộ hơn rất nhiều, thế như sấm sét, không thể đỡ nổi. Kiếm quang trong tay hắn ta như một tia sét, lúc thì như rồng, lúc thì như rắn. Biến hóa thành đủ loại hung thú khác nhau, tất cả đều là tia sét sáng rực chói mắt. Trong kiếm pháp sắc bén ẩn chứa ý cảnh lôi đình cao thâm, đinh tai nhức óc khiến người ta sợ hãi, khó có thể chống đỡ. Lâm Nhất suy tư, thậm chí còn có chút nghi ngờ liệu có phải hắn ta đã lĩnh ngộ ý chí lôi đình rồi hay không. Sau mấy trận đấu lớn, Bạch Lê Hiên đã gặp một cao thủ, đối phương cũng là tân tú. Trận đấu của hai người khó phân thắng bại. Xem rất thích mắt, họ thay phiên tung chiêu, lấy cứng trọi cứng, cuối cùng thậm chí có thể nhìn thấy Thánh Huy lúc ẩn lúc hiện trên người Bạch Lê Hiên. Ưu thế về thánh thể của hắn ta thể hiện rõ rệt. Sau 100 chiêu, đối thủ không còn đủ hậu kình, cuối cùng nhận thua trước khi sắp thua. Dù sao đây cũng là vòng tích điểm, hắn ta còn phải đánh vài trận nữa. Nếu không phải do ngươi có thánh thể, trận đấu này khó có thể phân thắng bại. Trong vòng loại, người cũng chưa chắc có thể thắng ta. Đối thủ của hắn ta còn rất trẻ, sau khi nhận thua thì trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thánh thể thì tính là gì, có thể thắng Vũ Hạo Thiên, có thể thắng Tam Vương Thất Anh không? Bạch Lê Hiên thản nhiên đáp. Hắn ta sớm đã không còn kiêu ngạo về thánh thể của mình. Thánh thể là cái thá gì, một năm trước hắn ta vẫn thua trong tay Lâm Nhất đấy thôi. Khi đó ở trong mắt người nọ,
hắn ta thậm chí còn không bằng con sâu con kiến. Sau khi rời khỏi đế quốc Đại Tần và gặp được nhiều nhân tài kiệt xuất khác, hắn ta sớm đã không còn kiêu ngạo, nói là thoát thai đổi cốt cũng không đủ. Mục tiêu của ngươi quá thấp, thế nào cũng sẽ không đi được quá xa. Bạch Lê Hiên hờ hững nhìn đối phương, không thèm để ý, quay lưng rời đi. Vẫn không sử dụng Thương Long kiếm quyết ư? Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, sau lần từ biệt ở biển Trăng Khô, đối phương đã tiến bộ rất lớn. Đợt quần long thịnh yến này đúng là tàng long ngọa hổ, chưa kể 10 ngọn núi lớn Tam Vương Thất Anh, chỉ riêng các tân tú đã mạnh đến đáng sợ, có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực không nhỏ. Ngoại trừ Bạch Lê Hiên, Cơ Vô Dạ và Dương Phàm, hai người hắn quen thuộc hơn cũng có thành tích chiến đấu không tệ. Đặc biệt là Cơ Vô Dạ chỉ thua một trận, còn Dương Phàm thì thua khá nhiều, nhưng trận thắng cũng không ít, vẫn có hy vọng thăng cấp. Khoa trương nhất là Ô Tiếu Thiên, người này khá đáng sợ, chưa ra sân bao giờ. Có lẽ là do tiếng tăm của hắn ta năm đó quá tàn nhẫn, tất cả những người gặp hắn ta chưa lên sân đều chọn nhận thua, mơ hồ có cảm giác của Tam Vương Thất Anh. Khi thời gian trôi qua lại có không ít tân tú khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, dẫn tới bốn phía lớn tiếng khen hay. Quần Long Thịnh Yến lần này không hổ là đợt cường thịnh nhất trong mấy nghìn năm qua, cạnh tranh rất kịch liệt. Các nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân đợt trước đã có rất nhiều người thua. Những người như Bạch Lê Hiên và Phong Vô Đạo đều có tư cách cạnh tranh vị trí yêu nghiệt hàng đầu bảng Long Vân năm nay. Tiếc là tên tuổi của Tam Vương Thất Anh quá vang dội, hoàn toàn không thể được nhìn thấy rốt cuộc họ mạnh đến đâu. Chắc là phải đợi đến vòng loại mới được thấy họ ra tay. Ta rất mong chờ, không biết bây giờ Tam Tiểu Vương đã phát triển đến mức nào, Nam Hoa Thất Anh có tư cách khiêu chiến họ hay không. Khi các cao thủ lần lượt xuất hiện, bầu không khí trong hội trường Cửu Long Hồ càng thêm náo nhiệt, tiếng bàn tán vang lên tai không dứt. Rất nhiều trận đấu đặc sắc lần lượt diễn ra khiến người ta hoa mắt. Không biết nên xem trận đấu nào mới tốt. Sau nửa khắc đồng hồ, Lâm Nhất lại nghe thấy tên mình, hắn nhảy lên lôi đài, đối thủ của hắn là Diêm Lạc Vũ, đệ tử nòng cốt của Tử Nguyệt Động Thiên. Trong 9 đại bá chủ, Tử Nguyệt Động Thiên có số lượng đệ tử thông qua khảo hạch thành Long Vân nhiều nhất, không thẹn với uy danh bá chủ đứng đầu cổ vực Nam Hoa. Trong số các trận đấu đến hiện giờ, đệ tử Tử Nguyệt Động Thiên cũng thắng nhiều thua ít. Các nhân tài kiệt xuất gặp phải đệ tử Tử Nguyệt Động Thiên thường đều khá xui xẻo, rất khó chiến thắng. Mà Diêm Lạc Vũ cũng là một cao thủ trong nhóm 7, hắn ta đã thắng liên tiếp vài trận và thắng rất đẹp. Chẳng qua hắn ta chưa gặp đối thủ ngang sức, dẫn đến tên tuổi không vang dội bằng Phong Vô Đạo, nhưng thật ra thực lực của hắn ta không hề yếu. Trong hơn 10 người dự thi của Tử Nguyệt Động Thiên, có thể lọt vào 7 người đứng đầu, tông môn đặt hy vọng khá cao vào hắn ta. Trọng tài nhóm 7 đứng trên không trung, khẽ nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng Lâm Nhất cũng gặp được một cao thủ, có lẽ ít nhiều cũng lộ ra chút thực lực. Ông ta rất quan tâm Lâm Nhất, tiếc là từ trận đấu đầu tiên, những trận khác hắn thắng khá dễ dàng. Lâm Nhất, loại cao thủ hàng đầu như ngươi ở Tử Nguyệt Động Thiên ta có giá cao lắm đấy. Diêm Lạc Phú cười như không cười nhìn Lâm Nhất, trong mắt dâng lên sát ý, vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù cuộc phong ba ở Thành Thiên Lăng lúc trước đã bị Tử Nguyệt Động Thiên đè ép xuống, nhưng trong tông môn vẫn có không ít người biết. Có thể nói hắn ta rất ấn tượng về cái tên này, trước khi đến đây trưởng lão tông môn cũng đã dặn dò. Nếu gặp người này, giết không tha. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, ngươi chưa lọt vào 10 vị trí đầu thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Lâm Nhất liếc nhìn sát ý trong mắt đối phương, bình tĩnh đáp, trong giọng nói đầy lạnh lùng. Nếu không thử thì ai biết được. Ánh mắt Diêm Lạc Vũ chợt lóe, Lâm Nhất tỏ ra khinh thường khiến hắn ta hơi tức giận. Đệ tử nòng cốt của Tử Nguyệt Động Thiên, ngay cả yêu nghiệt hàng đầu cũng không dám coi thường, ngươi là cái thá gì? Hạo Nguyệt đương không, giết. Diêm Lạc Vũ hét lên một tiếng, thi triển Tử Nguyệt Tâm Kinh đến cực hạn, chân nguyên tử sắc phóng thích ra ngoài như sương khói. Sương mù ngưng tụ thành những sợi xúc tu quấn quanh người hắn ta. Sau đó biến thành một vầng trăng tím kỳ lạ nện về phía Lâm Nhất. Răng rác. Lâm Nhất hơi nghiêng người, ngón tay khẽ búng, một tia kiếm quang màu bạc xuyên qua hư không, đâm thủng vầng trăng tím.
Muốn chết sao? Diêm Lạc Vũ thầm ngạc nhiên, hắn ta biết Lâm Nhất rất mạnh nên không coi thường đối thủ, nhưng thực sự hơi bất ngờ, đối phương chỉ búng nhẹ đã phá vỡ vầng trăng tím này, mạnh một cách đáng sợ. Toái Nguyệt Như Phong. Hắn ta bước tới trước một bước, hai tay kết ấn, một vầng trăng vỡ vụn như tấm kính, sau đó biến thành hàng trăm nghìn mảnh vỡ màu tím. Những mảnh ánh trăng kia chiếu rọi nhau, phản xạ ánh sáng qua lại nhún nhảy, tạo thành một tấm lưới khổng lồ trên không trung. Rầm rầm. Gió lớn rít gào, tấm lưới khổng lồ được tạo thành từ ánh trăng đan xen lại thay đổi thành hình tròn vô cùng lớn. Dưới thế công của Diêm Lạc Vũ, nó không ngừng xoay tròn cuốn theo gió lớn bất tận. Trong lúc xoay tròn, những mảnh vỡ tím bắn ra cột sáng đánh liên tục về phía Lâm Nhất. Nhất thời trên đài Thăng Long sáng rực chói lóa, nhìn mà không thể mở mắt nổi. Mỗi chùm sáng đều có thể so sánh với một đòn đỉnh phong của võ giả cảnh giới âm dương viên mãn, mà khi tấm lưới khổng lồ kia xoay tròn, góc độ tấn công lại không hề có quy luật. Xì, xì. Những nơi chùm sáng đi qua đều để lại khói lửa nhàn nhạt như thể thiêu đốt cả không khí. Rắc, 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 rắc. Trên đài Thăng Long, khi Lâm Nhất né tránh có vô số bóng ảnh bị đánh tan. Mạnh quá. Lại là đệ tử của Tử Nguyệt Động Thiên. Tử Nguyệt Động Thiên, đây là muốn nghịch thiên hay sao? Xem ra trong nhóm 7 vẫn có cao thủ, ít ra thì có Phong Vô Đạo, Tần Dương, bây giờ có thêm Diêm Lạc Vũ, biểu hiện đều được tính là rất nổi bật. Tấm lưới hình tròn khổng lồ được kết từ vầng trăng vỡ khiến cả đài Thăng Long như đắm mình trong ánh sáng tím chói lóa, có thể nói là cực kỳ bắt mắt, ngay lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Ngươi có thể trốn đến khi nào? Diêm Lạc Vũ cười nhếch mép, hai tay kết ấn, chùm sáng trên bầu trời càng thêm cô đọng. Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, trên đài Thăng Long đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang vừa xuất hiện đã áp chế ánh trăng tím rực rỡ kia. Ngoại trừ tia kiếm quang này, trên đài Thăng Long trở nên đen kịt, con ngươi Diêm Lạc Vũ đột nhiên co rụt. Hắn ta vừa định nhìn tia kiếm quang kỳ lạ này rõ hơn. Tấm lưới khổng lồ trên trời lập tức biến thành hư vô, sau đó ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt hắn ta. Trong một vùng sáng rực, hắn ta không thể nhìn thấy gì cả. Phụt! Đợi đến khi kiếm quang tiêu tán, Diêm Lạc Vũ hộc ra một búng máu, văng ra khỏi đài Thăng Long rồi rơi xuống hồ nước. Bùm! Mặt hồ lập tức nổi lên làn sóng cuồng bạo, lại là thần long bãi vĩ hất Diêm Lạc Vũ ra ngoài. Sau khi ngã xuống hắn ta không ngừng kêu đau, lăn qua lăn lại rất nhiều vòng. Phiền thật, biết thế đã rút kiếm ngay từ đầu. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, lắc đầu. Táng Hoa ra khỏi vỏ, một kiếm quét ngang. Cảnh tượng này khiến đám người Tử Nguyệt Động Thiên có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lâm Nhất và họ có thù rất lớn, có thể nói là không đội trời chung. Nếu không phải vì có Lạc Thủy Thượng Nhân, họ đã phái cao thủ thiên phách đi giết hắn từ lâu, không cần phải kìm nén lửa giận như bây giờ. Dù một số trưởng lão đã dự đoán trước rằng Diêm Lạc Vũ có thể không phải là đối thủ của Lâm Nhất, nhưng không ngờ hắn ta lại thua một cách thê thảm như vậy. Một kiếm đã thua, thực sự trở tay không kịp. Bây giờ Lâm Nhất còn mạnh hơn gấp mấy lần so với khi ở thành Thiên Lăng, sự tiến bộ của hắn khiến người ta sởn tóc gáy. Soạt. Khí huyền hoàng thuộc về Diêm Lạc Vũ chảy ra một nửa, bay về phía Lâm Nhất trên đài Thăng Long. Diêm Lạc Vũ thắng liên tiếp mấy trận, tích lũy khá nhiều khí huyền hoàng, lần này thua Lâm Nhất lại bị đoạt mất một nửa, nhiều hơn rất nhiều so với toàn bộ khí huyền hoàng mà Lâm Nhất đoạt trước đó. Hắn có thể cảm nhận được rõ ngọc bội Long Vân của mình đã nặng hơn rất nhiều. Thậm chí khí huyền hoàng trong ngọc bội còn có ánh sáng, nặng chiếu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng nổi bật. Tiểu tử này cũng có chút thủ đoạn. Trọng tài nhóm 7 vuốt râu, khẽ nheo mắt, mỉm cười. Ông ta cứ tưởng Diêm Lạc Vũ có thể làm Lâm Nhất lộ ra một phần thực lực thật sự, không ngờ một kiếm đã kết thúc trận đấu. Dưới lôi đài, trên khán đài, vô số võ giả vô cùng kinh ngạc, trận đấu này thực sự khiến người ta quá bất ngờ. Trước khi Lâm Nhất rút kiếm, Diêm Lạc Vũ cực kỳ hùng hổ. Mang lại cho người ta cảm giác thậm chí có thể tranh tài với yêu nghiệt hàng đầu. Nhưng sau khi Lâm Nhất rút kiếm, kiếm quang quét ngang, tất cả mọi thứ đều biến mất. Chiêu kiếm này mạnh quá, ta cảm thấy Lâm Nhất không yếu hơn Phong Vô Đạo bao nhiêu.
Xem ra trong nhóm 7, Lâm Nhất cũng phải xếp hạng ít nhất là 10 vị trí đầu. Thú vị, lần này thật sự thú vị, Tần Tú như yêu nghiệt lần lượt xuất hiện, ta đoán chừng Lâm Nhất chỉ dùng 5 phần thực lực. 5 phần thực lực, không thể nào, chiêu kiếm đó nhìn như đơn giản nhưng thật ra cần rất nhiều kỹ thuật, ít nhất 7 phần. 7 phần thực lực, một kiếm trấn áp Diêm Lạc Vũ đã đủ nghịch thiên. Mọi người rất quan tâm đến biểu hiện của Lâm Nhất, thảo luận cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người đang suy đoán cụ thể Lâm Nhất đã dùng bao nhiêu thực lực. Hi hi, lại thêm một người thú vị. Phong Vô Đạo mỉm cười quan sát Lâm Nhất, sâu trong mắt có ý chí chiến đấu dâng trào. Ta nhận thua. Không lâu sau Lâm Nhất lại lên đài, kết quả đối thủ vừa nhìn đã bỏ quyền thi đấu. Lâm Nhất sờ mũi, thầm cười nói, mình cũng có thời khắc này. Cho đến hiện tại, vinh dự cao nhất trong quần Long Thịnh Yến là đối thủ nhận thua, đây là một sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Vốn dĩ nó chỉ thuộc về Tam Vương Thất Anh và một số yêu nghiệt hàng đầu, bây giờ các tân tú cũng có đãi ngộ này, sau khi Lâm Nhất thắng Diêm Lạc Vũ cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Một ánh mắt thâm độc và căm hận nhìn về phía Lâm Nhất, là Tần Dương. Hắn ta đã tốn rất nhiều công sức, thế mà vẫn có một số người không có mắt, muốn đấu với hắn ta để được nổi tiếng. Lâm Nhất chỉ đánh bại một mình Diêm Lạc Vũ đã làm đối thủ chủ động bỏ quyền thi đấu, điều này khiến hắn ta cực kỳ tức giận. Tên khốn này, tốt nhất là đừng gặp được ta. Vẻ mặt âm u của Tần Dương lộ ra vẻ vô cùng khó coi. Chấm chấm chấm. Đừng buồn, đây là chuyện tốt. Vòng thích điểm có thể không bại lộ thì không bại lộ là tốt nhất. Mai Hộ Pháp cười nói với Lâm Nhất vừa xuống đài, ông ấy do dự một lát rồi lại hỏi, Lâm Nhất, rốt cuộc vừa rồi ngươi đã dùng mấy phần thực lực? Theo Mai Hộ Pháp có lẽ ít nhất là 4 phần thực lực, nếu không thì quá khoa trương. Nhóm người Phong Dã và Tư Tuyết Y ở gần đó cũng tò mò nhìn sang. Lâm Nhất không nói, chỉ giơ một ngón tay lên, hơi cong xuống. Một phần. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có chút khó tin, họ biết Lâm Nhất không nói thì thôi, một khi nói thì chắc chắn sẽ không lừa họ. Trong lúc vô hình, tất cả mọi người đều có cảm giác không hiểu rõ về Lâm Nhất. Đây có thật là Lâm Nhất đến từ Lăng Tiêu Kiếm Các ở đế quốc Đại Tần không? Lâm Nhất mỉm cười, hơi bất đắc dĩ, thật ra hắn muốn trả lời là chưa tới một phần. Diêm Lạc Vũ rất yếu. Ít nhất vẫn có chênh lệch với yêu nghiệt hàng đầu, thuộc loại ngụy yêu nghiệt, chẳng qua nhờ đội lốt tên tuổi Tử Nguyệt Động Thiên nên mới được đánh giá cao thôi. Thậm chí hắn không cần phải rút kiếm, nhưng như thế sẽ bại lộ át chủ bài Thương Long Cửu Biến đã đạt tới biến thứ 8 của hắn, giải quyết hơi rắc rối. Vì vậy hắn đã quyết định rút kiếm, một chiêu kết thúc, gọn gàng dứt khoát. Bạch Lê Hiên gặp đối thủ. Lúc này, Phong Dã đột nhiên lên tiếng. Mọi người vội vàng nhìn qua, đặc biệt là Mai Hộ Pháp, trong mắt ông ấy thoáng hiện vẻ căng thẳng. Trên đài Thăng Long, Bạch Lê Hiên đã gặp được đối thủ chân chính, đánh nhau khá kịch liệt. Đối thủ của hắn ta là yêu nghiệt hàng đầu Nhan Cửu, xếp hạng 19 trên bảng Long Vân đợt trước, thực lực và tu vi đều cực kỳ thâm hậu. Nhan Cửu dùng đao là một đao khách, đao pháp của hắn ta rất quỷ dị, các loại sát chiêu xảo trá đến đáng sợ. Dù kiếm quang như điện của Bạch Lê Hiên biến hóa ra dị tượng đáng sợ thế nào vẫn bị nhìn thấu dễ dàng trước đao pháp của hắn ta, sau đó hắn ta lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào sơ hở của Bạch Lê Hiên, đây là sự áp chế về đao pháp. Càng chưa kể đến thế yếu về tu vi, trong khung cảnh đao quang kiếm ảnh, chân nguyên sao động, tình thế của Bạch Lê Hiên vô cùng bất ổn. Không ổn, Bạch Lê Hiên sắp thua. Mấy người khác khẽ biến sắc, dù sao cũng là người đến từ đế quốc Đại Tần. Mọi người đều hy vọng hắn ta có thể tiến xa hơn. Không đâu. Lâm Nhất thản nhiên phản bác. Vẫn còn sớm lắm, chỉ là một tên yêu nghiệt hàng đầu thôi, hắn ta không thể chặn đường Bạch Lê Hiên. Tính trưởng thành của thánh thể thật đáng sợ. Nếu cho ngươi thêm nửa năm nữa, có lẽ ta sẽ không trấn áp được ngươi, nhưng bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Nhan Cửu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hắn ta công nhận thực lực của đối phương. Hắn ta không muốn cá chết lưới rách với đối phương, một là sợ bại lộ quá nhiều, hai là sợ bị thương sẽ bất lợi cho những trận đấu tiếp theo. Nếu vì thế mà bị thương, thua trong tay một nhân tài kiệt xuất không biết tên,
Nhan Cửu nhất định sẽ không chấp nhận được. Đao pháp này của ngươi tên là gì? Bạch Lê Hiên không trả lời thẳng, bâng quơ hỏi. Cô Phong đao pháp, vẻ kiêu ngạo thoáng qua trong mắt Nhan Cửu, hiển nhiên hắn ta rất tự tin về đao pháp này của mình. Bạch Lê Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm, cô Phong, đứng trên đỉnh núi cô độc, nhìn xuống khắp non sông, tên rất hay, đao pháp tốt. Nhan Cửu nở nụ cười, đối phương có thể hiểu được ý nghĩa của đao pháp này thì chắc sẽ tự động nhận thua. Đao pháp tuy tốt nhưng vẫn chưa học đến nơi đến chốn. Ta có một chiêu kiếm cũng muốn xin các hạ chỉ bảo. Bạch Lê Hiên nghiêm túc đáp. Hắn ta vừa dứt lời, những người theo dõi trận đấu này đều hít vào một hơi. Cái vả mặt này thật mạnh tay, mọi người đều có thể nhìn ra được Nhan Cửu rất tự phụ, đặc biệt là với đao pháp của mình. Tân Tú chê đao pháp của đối phương không tốt ngay trước mặt mọi người, có vẻ hơi ngông cuồng. Vậy thì hãy cho Nhan Mỗ được mở mang tầm mắt đi. Đúng như dự đoán, nụ cười trên mặt Nhan Cửu lập tức biến mất, hắn ta nghiến răng nói ra từng chữ một. Được thôi, Long Vũ Cửu Thiên. Nét mặt Bạch Lê Hiên không chút cảm xúc, cổ tay hắn ta khẽ run, kiếm thế trên người ầm vang thay đổi, dâng lên như gió lốc. Kiếm ý trong không trung lập tức diễn hóa thành một long ảnh hào hùng, đầu rồng gầm thét, rít gào lao xuống. Ầm. Lúc long ảnh hào hùng đó lao xuống, cả bầu trời như đều trở nên rung động, lôi văn cuồn cuộn, vô số điện quang xé rách bầu trời, khiến những long ảnh có vẻ mơ hồ trở nên vô cùng dữ tợn. Vù. Kình phong mãnh liệt khiến khuôn mặt Nhan Cửu không ngừng run run, thậm chí còn không mở mắt ra được. Lúc long ảnh kia gào thét, có kiếm ý đáng sợ không ngừng dao động, khiến đao thế cả người hắn ta như muốn nổ tung. Sắc mặt hắn ta hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ nặng nề, hắn gào thét, thúc giục ý chí của gió đến mức tối đa. Phá! Đao pháp chứa đựng ý chí của gió chém ra một đao khí thế ngất trời, không có một chút kỹ xảo nào, chỉ có một luồng khí thế hào hùng và kiêu ngạo xuyên qua. Ầm! Dưới đao quang, long ảnh không ngừng gầm thét. Bóng dáng vốn mơ hồ dần trở nên rõ nét, dần dần ngay cả vảy rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không lâu sau đó, đao pháp vô cùng bá đạo của Nhan Tuyệt dần mất đi rất nhiều khí thế. Nhưng long ảnh ngưng tụ từ kiếm ý lại không mất đi khí thế, đuôi rồng cuồng bạo không ngừng đung đưa, khuấy đảo bầu trời. Ầm. Trong tiếng đao thế nổ tung, khóe miệng Nhan Cửu có vết máu chảy ra, hắn ta lùi lại tới rìa lôi đài. Cô Phong đao pháp đúng là bá đạo, nếu không phải vẫn chưa thật sự tu luyện đến cảnh giới cao siêu, có lẽ một kiếm này của ta cũng không thể nào áp chế các hạ, có điều chắc bây giờ các hạ sẽ chịu thua rồi chứ. Bạch Lê Hiên cầm kiếm tiến lên một bước, bình tĩnh nói. Chết tiệt! Nhan Cửu tức đến mức hộc máu, Bạch Lê Hiên trả lại y nguyên lời hắn ta từng nói. Nhưng hắn ta thật sự không muốn đánh nhau tiếp nữa. Rõ ràng chiêu kiếm này mới chỉ là bắt đầu, dù hắn ta có còn lá bài tẩy cũng không chắc chắn có thể thắng được đối thủ. Sắc mặt hắn ta không ngừng thay đổi, một lúc sau mới nói ta chịu thua. Đa tạ. Bạch Lê Hiên cất kiếm vào trong vỏ, chắp tay nói. Xì sao? Mọi người xung quanh tỏ vẻ khiếp sợ, nhiệt huyết sôi trào. Lại một người nữa. Lại một yêu nghiệt hàng đầu chịu thua trước nhân tài mới nổi Bạch Lê Hiên, quần long thịnh yến này thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Chỉ là vòng tích điểm đã đặc sắc đến thế, thực sự khiến người ta thấy hăng hái. Nam Cung, kiếm pháp của sư đệ ta không tệ chứ? Trên chỗ khán đài, Khương Tử Diệp cười nói với Nam Cung Vãn Ngọc bên cạnh. Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Nam Cung Vãn Ngọc nở một nụ cười khiến người khác say mê. Trầm ngâm nói, rất được, có lẽ một năm trước, ta cũng không bằng được hắn. Bây giờ thì sao? Khương Tử Diệp cau mày hỏi. Nam Cung Vãn Ngọc chỉ cười mà không nói gì. Nguyệt Phi Phi ra trận rồi. Đối thủ của nàng ta là Tư Đồ Phi Hổ, có kịch hay để xem rồi, lại là một yêu nghiệt hàng đầu. Lúc này, hội trường trở nên ầm ĩ, tiếng hô to như rời sông lấp biển vang lên. Lâm Nhất cũng chú ý đến, lúc trước hắn và Nguyệt Vi Vi luôn không có duyên, lúc nàng ta ra trận hắn cũng ra trận. Đến lúc hắn rảnh tay thì đối phương lại không ra trận, dẫn đến việc tới tận bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đối phương ra tay.
Dù biết mỗi lần nàng ta ra tay đều dẫn tới nỗi kinh ngạc to lớn, nhưng hắn chưa từng có duyên thưởng thức. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội này rồi. Nàng có dung mạo khuynh thành, mỗi một cử động nhỏ đều có thể quyến rũ chúng sinh, có cám dỗ vô tận. Trên người luôn phát ra hơi thở như yêu tinh, nhẹ nhàng khéo léo, có vẻ đẹp khác hẳn với tất cả nữ nhân khác ở cổ vực Nam Hoa. Nghĩ đến độ nổi tiếng của Khuynh Nhược U ở cổ vực Nam Hoa, như thế một nữ tử còn quyến rũ hơn Khuynh Nhược U chắc chắn sẽ còn được chú ý hơn. Đối thủ của nàng ta là Tư Đồ Phi Hổ, đứng hạng 17 trong các yêu nghiệt hàng đầu, mạnh hơn Nhan Cửu một chút. Trận chiến này, dù không có Nguyệt Phi Vi vẫn đủ để người khác chú ý, bây giờ có thêm Nguyệt Phi Vi lại càng khiến người ta chú ý hơn. Trong những mỹ nữ ta từng gặp, cô là một trong ba người đẹp nhất, thậm chí là đứng đầu. Nhưng đây là Quần Long Thịnh Yến, xinh đẹp cũng không có tác dụng mấy. Tư Đồ Phi Hổ cười rất dịu dàng, nhưng lời nói lại không hề khách sáo, như muốn ra tay ngắt hoa vậy. Nguyệt Phi Vi chớp mắt, cười nói, trông xinh đẹp không có tác dụng gì, nhưng đẹp như ta thì khó nói lắm. Nụ cười của nàng ta quá có sức sát thương, dù là người không đối diện với nàng ta cũng hơi không vững lòng muốn đắm mình vào bên trong. Tư Đồ Phi Hổ đang đứng đối diện nàng càng không cần phải nói. Nữ nhân này đúng là một yêu tinh. Tư Đồ Phi Hổ lấy lại bình tĩnh, trong lòng rất cảm thán, thật sự không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cẩn thận, ta sắp ra tay rồi đấy. Nguyệt Phi Vi tháo sáo ngọc xanh ngọc bích bên hông xuống, đôi môi đỏ rực như lửa cong lên một độ cong hoàn mỹ. Lâm Nhất đờ người ra nhìn sáo ngọc, trong mắt thoáng có ánh sáng kỳ lạ lé lên. Xinh đẹp nghiêng thành, vô cùng tao nhã, tình khó đoạn, cười như yêu, không biết tiếng sáo có hay như thế không. Khuynh thành tuyệt sắc, tao nhã vô song, tự tình khó đoạn, nụ cười của nàng như yêu như mị, không biết tiếng sáo có còn như trước hay không. Khoảnh khắc Nguyệt Phi Vi lấy ra sáo ngọc, trong đầu Lâm Nhất lập tức hiện lên hình ảnh hai bên bờ sông, là đỏ bay đầy trời, nàng dùng tiếng sáo giúp hắn ngộ đạo, nữ tử ngoái đầu mỉm cười khiến ánh bình minh phá tan mây mù. Sắc đỏ bao phủ cả vùng núi dường như nhạt nhòa. Sáo ư? Ánh mắt Tư Đồ Phi Hổ lóe lên tia kinh ngạc, rồi hắn ta bật cười và nói, cao thủ am hiểu về âm luật tại cổ vực Nam Hoa cực kỳ hiếm thấy, tuy nhiên, đáng tiếc trưởng bối của ta lại là một vị cao nhân về lĩnh vực này. Cô nương, tiếng sáo của cô e rằng không có hiệu quả với ta. Nguyệt Phi Vi cười dịu dàng, nói với giọng giòn tan, vậy thì mời các hạ rửa tai lắng nghe. Tiếng nói như những bông tuyết lãng đãng rơi xuống, Nguyệt Phi Vi giơ sáo lên, ống tay áo đỏ rực như lửa của nàng ta từ từ tuột xuống, để lộ cánh tay trắng noãn, bóng loáng. Phút chốc, khiến vô số người ngẩn ngơ, sâu trong mắt lóe lên một chút ngờ nghịch. Ngại quá, thật ra ta cũng không định cho cô cơ hội. Tư Đồ Phi Hổ cười xảo trá, hắn ta vốn là yêu nghiệt tuyệt đỉnh nên đã sớm nhìn ra một chút mánh khóe trong đó. Nữ tử trước mắt không phải người tầm thường, nếu thật sự để nàng ta thổi sáo, muốn giành thắng lợi hẳn sẽ rất phiền toái. Biện pháp tốt nhất để đối phó với nhân tài kiệt xuất có bản lĩnh về âm luật chính là nhanh chóng kết thúc trận đấu trước khi sóng âm vang lên. Hắn ta vỗ nhẹ lên túi trữ vật, lấy ra một thanh trường thương màu bạc, mũi thương sắc nhọn có một cơn gió lạnh quấn quanh. Ẩn trong cơn gió xoay tròn có thể lờ mờ thấy được duệ khí sắc lạnh đang liên tục tích tụ. Bộc phát khí tức cực kỳ kỳ khủng bố. Đây là một thanh trường thương vô cùng đáng sợ, mà Tư Đồ Phi Hổ còn đáng sợ hơn nó gấp bội phần. Không đợi Nguyệt Phi Vi đặt ống sáo lên môi, Tư Đồ Phi Hổ đã cầm ngân thương biến mất ngay tại chỗ, đến khi hắn ta xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Nguyệt Phi Vi, một thương đâm ra biến ảo thành một con rắn lôi hung bạo, điện quang bùng nổ, chiếu sáng toàn bộ đài Thăng Long. Nhưng đúng lúc này, tiếng sáo lại vang lên. Nguyệt Phi Vi không hề bị một kích này dọa sợ, nàng ta tươi đẹp như ánh mặt trời, khóe mắt nhiễm ý cười, hàng mi xinh đẹp khẽ rủ xuống. Khoảnh khắc nàng ta nhắm hai mắt lại, sắc đẹp yêu mị trên người tựa như một đóa mẫu đơn phai màu, hóa thành một đóa sen tuyết. Giữa một trời gió tuyết, ta nhìn thấy một đóa sen không nhiễm bụi trần. Soạt. Tiếng sáo du dương tựa như tiên âm quanh quẩn giữa trời đất. Hồ Cửu Long gợn sóng, bọt nước liên tục sôi trào. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Nguyệt Phi Phi tươi đẹp, động lòng người, nàng ta đắm mình trong ánh sáng,
dần trở nên trong suốt, hoàn mỹ không tì vết, thoạt nhìn như một vị tiên nữ áo trắng, khiến người ta không dám có một chút ý nghĩ khinh nhờn. Chuyển đổi giữa hai loại khí chất thật sự khiến lòng người khiếp sợ, rõ ràng là tương phản cực lớn nhưng lại tự nhiên đến lạ kỳ. Keng! Sóng âm kích động, mái tóc dài của Nguyệt Phi Phi tuôn rơi như thác đổ, rồi lại tung bay trong gió. Một kích khủng bố với tốc độ tia chớp của Tư Đồ Phi Hổ lập tức bị sóng âm lan tỏa hung hăng đánh bay. Thua, quan sát đến đây, Lâm Nhất liền đưa ra kết luận, trận này Tư Đồ Phi Hổ thua. Tuy nhiên, quần chúng đang xem chiến dường như không hề quan tâm đến thắng thua, bọn họ đều đang đắm chìm trong tiếng sáo của Nguyệt Phi Phi. Tiếng sáo dễ nghe, khi thì như gió, lăn tăn gợn sóng, lúc lại như sương mù, vòm trời quang đãng. Có khi vui sướng nhẹ nhàng, khiến lòng người thư thái, bất giác mỉm cười, có khi lại bi thương, buồn khổ, khiến lòng người thê lương tựa như lá rụng ngày thu. Và khi cảm xúc nặng nề đến mức tận cùng, sự hậm hực trong lòng gần như hóa thành điên cuồng, chợt, tiếng sáo cất cao, bay bổng và du dương, làm cho nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bùng nổ, như có vô số ngọn lửa đang bùng lên. Tính tang. Tiếng sáo bắt đầu trầm xuống, như khóc như than. Vừa dịu dàng lại vừa mông lung, nhưng trong chuỗi âm thanh nhẹ nhàng kia, đột nhiên âm cuối bộc phát. Ầm ầm, hồ cửu long đột ngột xuất hiện 18 cột nước cao ngàn trượng, tiếng rồng ngâm quanh quẩn, lúc này, tiếng sáo đã dừng lại, Nguyệt Phi Phi ngước mắt nhìn. Soạt, thời khắc nàng ta mở mắt ra, dung nhan tuyệt mỹ toát lên uy nghiêm vô tận, sự uy nghiêm kia hệt như yêu hoàng nơi 9 tầng trời, nghiêm nghị và trang trọng, đủ sức phá vỡ lòng người. Tư Đồ Phi Hổ bị tiếng sáo tra tấn nửa chết nửa sống, lúc này, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện với ánh mắt kia, và... Phụt! Tim hắn ta đập mạnh, cả người bị đánh văng ra xa, máu tươi trào ra. Hắn ta quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt tái một cách khó tả, trông vô cùng thê thảm. Nguyệt Phi Phi uy nghiêm và trang trọng bỗng nhếch miệng cười, nụ cười như yêu tinh, quyến rũ và xinh đẹp. Khiến cho cột nước cao ngàn trượng vốn đang điên cuồng phun trào bất chợt dịu lại. Xinh đẹp vô dụng à, xinh đẹp như ta vẫn, có chút hữu dụng đấy chứ, công tử Tư Đồ, có đúng không? Nguyệt Phi Phi buông sáo ngọc, hai tay rủ xuống, ống tay áo đỏ như lửa lại lần nữa che phủ hai cánh tay trắng bóng như ngọc của nàng ta. À yêu nữ này! Tư Đồ Phi Hổ nổi xung thiên, hắn ta không muốn nghe gì thêm. Chợt quát một tiếng rồi liều mạng xông đến. Nguyệt Phi Phi dùng một trường cách không đánh bay hắn ta, rồi mỉm cười và nói, ta xinh đẹp, sao có thể để một kẻ như ngươi tùy tiện chạm vào. Dầm. Trong tiếng nổ, Tư Đồ Phi Hổ giống như một tia chớp bị va chạm, bay ngược ra xa, rơi thẳng xuống bờ hồ, lâm vào hôn mê. Thua rồi à? Những nhân tài xuất chúng trên khán đài đều im bặt, có chút không phản ứng kịp. Dường như hoàn toàn không chú ý tới mình đã nghe một khúc nhạc thật dài, có vài người còn không chú ý tới sự tồn tại của tiếng tiêu. Đợi đến khi bừng tỉnh mới ngạc nhiên phát hiện, yêu nghiệt hàng đầu Tư Đồ Phi Hổ của 4 năm trước đã bại trận. Đáng sợ, lại một yêu nghiệt hàng đầu nữa thua rồi. Ta đã thấy quen luôn rồi, quần long thịnh yến lần này xảy ra chuyện gì đều không kỳ lạ. Thiếu nữ áo đỏ kia là ai, bí ẩn quá. Không biết. Trước kia hoàn toàn chưa nghe qua, thiên yêu các ẩn nấp hơi sâu. Nhiều người lần lượt chiến thắng yêu nghiệt hàng đầu, mọi người đã hơi tê liệt, thực sự không nghĩ thêm được lời nào để hình dung. Nhưng lại chứa đầy sự tò mò đối với Nguyệt Phi Phi hơn là kết quả của trận đại chiến này. Trên hàng ghế của thiên yêu các, Viêm Long Tử nhếch miệng cười, quan sát Nguyệt Phi Phi trên đài, không hề che giấu vẻ tham lam trong ánh mắt. Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ chinh phục được cô gái này. Trận chiến này, Nguyệt Phi Phi thắng. Giọng nói của trọng tài vừa dứt, Nguyệt Phi Phi bay lên, người ở giữa không trung lướt mắt qua, dừng trên người Lâm Nhất. Nàng ta chớp mắt, mỉm cười, sau đó quay người đi xa. Trời ạ, nàng cười với ta kìa. Nói bậy, rõ ràng là cười với ta, không chịu nổi nữa, tim ta tan chảy rồi. Cút đi. Nguyệt Phi Phi là cười với ta, cũng không nhìn xem các ngươi xấu xí thế nào. Phi Phi người ta sao có thể cười với ngươi được?
Nụ cười này dẫn đến một trận xôn xao ở khán đài, thậm chí có nhiều người còn đánh nhau. Tần Dương ở cách Lâm Nhất không xa, sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Hắn ta nhìn thấy rõ ràng, Nguyệt Phi Phi sau khi nhìn Lâm Nhất mới cười, những người khác chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Chết tiệt, tên nhóc đó sao lại có diễm phúc lớn như vậy? Tần Dương tức giận vô cùng, ở Lăng Tiêu Kiếm Các bị sỉ nhục đã đành, đến Thành Long Vân lại bị Lâm Nhất đả kích hết lần này đến lần khác. Đúng là khinh người quá đáng, hắn ta chỉ muốn ra tay với Lâm Nhất, dẫm hắn ở dưới chân ngay lập tức. Mai Hộ Pháp nhìn sang Lâm Nhất với ánh mắt tò mò, do dự hỏi, Lâm Nhất, người rất thân thiết với thiếu nữ kia. Lâm Nhất nghe vậy thì ngẩn ra, chuyện này nói thế nào đây? Hai người xem như đã trải qua sinh tử, cũng đã có tiếp xúc mờ ám, nhưng nàng ta lại như mây như sương mù, không nắm bắt được, rất khó phán đoán. Đôi khi Lâm Nhất nghĩ, nếu xem lời nói của nàng ta là thật, nói không chừng sẽ bị nàng ta đùa giỡn thê thảm. Một lúc lâu sau, hắn mới cười gượng, xem là vậy. Mai Hộ Pháp cười nói, khoan hãy nói chuyện này, vòng tích điểm lượt thứ nhất sắp kết thúc rồi, nếu có cơ hội, người hãy tranh thủ toàn thắng lấy thêm một ít khí huyền hoàng. Với chiến tích của Lâm Nhất bây giờ, vào vòng trong là chuyện chắc chắn 9 phần, điều duy nhất chưa xác định là có thể toàn thắng hay không. Trước Quần Long Thịnh Yến, Mai Hộ Pháp đương nhiên không dám nói những lời này, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện chân chính của Lâm Nhất, Mai Hộ Pháp đã có lòng tin với hắn nhiều hơn. Tiếp tục đối chiến, có lẽ là vì ấn tượng Lâm Nhất dùng một kiếm đánh bại Diêm Lạc Vũ để lại cho mọi người quá sâu sắc. Cuộc so đấu tiếp theo của nhóm 7, hễ ai đụng phải Lâm Nhất, hầu như đều lựa chọn nhận thua. Dù sao đã đến giai đoạn cuối cùng của vòng loại, mỗi người đều có phương pháp của riêng mình, không thể chiến thắng thì tuyệt đối không mạo hiểm. Còn hoàn cảnh những người bằng hữu của Lâm Nhất thì lại khác. Cơ Vô Dạ tiến vào vòng trong là điều rất rõ ràng, nhưng tiếc là chiến thắng liên tiếp của hắn ta đã chấm dứt, thua bởi Yêu Nghiệt hàng đầu xếp hạng 15 lần trước, vô cùng đáng tiếc. Dương Phàm thì khá nguy hiểm, vẫn giữ được hy vọng vào vòng trong, nhưng đã thua đến mấy trận. Phương Hàn Lạc, nhân tài mới nổi mà lúc trước Lâm Nhất chú ý thì quả không ngoài dự liệu, một đường đột phá trong đại chiến. Sau khi thua Dương Phàm thì không thua thêm trận nào nữa, tu vi tăng vọt đến cảnh giới âm dương viên mãn. Đây là một kỳ tài, nhiều người đã chú ý đến hắn ta, vô cùng ngạc nhiên. Trong Quần Long Thịnh Yến, những nhân tài đột phá trong đại chiến cũng không ít, nhưng chỉ có người này là không ngừng nâng cao, tu vi tiến bộ vượt bậc, nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi. Lâm Nhất còn nghĩ Dương Phàm chắc chắn sẽ không địch nổi hắn ta trong vòng loại. Nào ngờ bây giờ lại chưa có kết quả. Hơi lạ, người này đáng ra phải tích lũy bùng nổ mới đúng, từ lâu đã có thể vào trong rồi nhưng lại cố ý mài mòn chính mình trong đại chiến. Lâm Nhất âm thầm suy nghĩ, nếu thật sự là vậy thì rất đáng sợ. Hành động có kế hoạch như vậy, hắn ta phải tự tin với thiên phú của mình đến mức nào mới dám thực hiện. Dù sao cũng là Quần Long Thịnh Yến, nếu mới đầu vào hắn ta đã gặp phải Yêu Nghiệt hàng đầu, tiềm lực còn chưa bùng nổ đã bị thương nặng thì bỏ rồi. Không đúng. Lâm Nhất kinh ngạc, nói không chừng người này chỉ mong gặp được Yêu Nghiệt hàng đầu, đối thủ càng mạnh càng có thể kích hoạt tiềm lực của hắn ta, giống như lửa mạnh rèn kiếm vậy. Ngay lúc này, Lâm Nhất vừa khéo xem được trận đấu của hắn ta, chưa tới 10 chiêu hắn ta đã làm đối thủ bị thương nặng. Rõ ràng là thắng rất đẹp, nhưng trong mắt hắn ta lại lộ ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Hắn ta lướt mắt qua những Yêu Nghiệt hàng đầu, thậm chí còn nhìn đến Tam Dương Thất Anh vài lần mới hậm hực lui xuống. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Lâm Nhất đã xác định, người này không sợ kẻ địch mạnh, cũng không sợ thua trong vòng tích điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.